Hello, xin chào tất cả các em. Chào các bạn nhá. Các bạn vào đi chúng ta sẽ học bài nhá. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là thầy sẽ làm cho các bạn một cái phần thứ hai. Cái đáng lẽ là cái phần này là phần thứ hai các bạn nhá. Tổng hợp tích phân vận dụng và vận dụng cao trong các đề thi thử của các trường chuyên năm 2018. Đấy, siêu hai phần 2 đúng không ạ? Cái phần 1 thì thầy đã livestream ở trên trang cá nhân rồi. Đấy, và còn một số câu thì thầy đã tổng hợp lại đây còn lại rồi. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa chi tiết cho các bạn nhá. Sẽ chữa chi tiết cho các bạn cái phần thứ hai này. Và cái đề này thì chắc chắn là chúng ta hiểu bản chất của nó là nó mang tính thực chiến rất cao. Mang tính chất thực chiến rất cao nhá. Khi mà các bạn đã giải quyết được hết những cái phần mà có trong đề thi này rồi thì thầy nghĩ rằng là năm 2019 chắc các bạn sẽ không bao giờ phải xoắn về cái phần liên quan tích phân nữa, đặc biệt là đối với các nguyên hàm tích phân vận dụng cao nhá. Đấy, file thầy đã gửi các bạn rồi nhá. File thì lúc nào trong lớp VIP của chúng ta cũng sẽ được ưu tiên hơn so với tất cả các bạn ở ngoài, là các bạn luôn luôn có file để làm trước nhá. Luôn luôn có file để làm trước. Những bạn nào vào rồi thì chúng ta comment họ tên đầy đủ của các bạn. Những bạn mới và những bạn cũ thì chúng ta vào thì các bạn comment điểm danh cho thầy nhá, họ tên đầy đủ của các bạn xuống dưới, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học bài ngay và luôn thôi. Đề ngày hôm nay thì nó rất là hay, nó cũng sẽ có hai phần tương tự, nó cũng có sẽ có hai cái chuyên mục. Chuyên mục thứ nhất là nó sẽ dao động từ câu số 1 đúng không ạ? À, câu số 1 cho đến câu số tầm khoảng câu số mấy nhá? Câu số 1 cho đến tầm khoảng câu số 9 đúng không ạ? Câu số 1 đến câu số 9 là đa số thì nó cũng là một số những cái là câu mà liên quan tích phân nó hay gặp trong đề thi. Nhưng mà từ câu số 10 cho đến câu số 18 thì đều là những câu khó. Đấy, đều là những câu khó thì thường thường là nó sẽ mang tính chất là gì nhỉ? Tích phân của hàm ẩn đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải quyết cho thầy hai phần trong cái này luôn nhá. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học luôn các bạn nhé. Bạn nào vào sau hay là vào muộn rồi thì các bạn comment giúp thầy họ tên đầy đủ của các bạn xuống dưới nhá. Những bạn nào vào mới hay là những bạn nào vào muộn thì các bạn cũng có thể comment họ tên, bởi vì phần mềm sẽ auto điểm danh của các bạn hết nhá. Ok chưa? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn đi nhá. Bắt đầu luôn. 9 câu đầu thì nó cũng khá là ok, nhưng mà các bạn cần phải làm rất là chỉnh đốn lại nhá, chỉnh chu luôn nhá. Nào bắt đầu chúng ta sẽ học luôn các bạn nhá. Lấy giấy bút ra, máy tính ra, đầy đủ hết tất cả các phương tiện của chúng ta nhá. Ngày hôm nay thì sẽ có một số câu mà thầy nghĩ là nó sẽ cần phải đến máy tính đấy. Ok, nào câu số 1. Câu số 1 chúng ta sẽ xử lý luôn nhá. Câu số 1 học luôn thôi, không chờ đợi nữa nhá. Câu số 1 như sau. Đây chính là đề thi của trường Chu Văn An đúng không ạ? Chuyên Chu Văn An. Đấy. Người ta bảo các bạn là tính tích phân từ 1/3, nhớ nhá, chỗ này là cận 1/3 nhá. Trong đề lúc mà thầy gửi là 1/2 thì các bạn đính chính lại cho thầy một chút, đó chính là cái này là 1/3. Đấy, các bạn nhớ nhìn thấy rõ số chưa? Là 1/3 nhá. Đấy, cận từ 1/3 cho đến 1 của x trừ 5 chia cho 2x cộng 2 đúng không ạ? Cái này thực ra thì nó cũng bình thường thôi nhá, là cận từ 1/3 này đến 1 này đúng không ạ? Của x trừ 5 mà chia cho 2x cộng 2 dx. Được chưa? Thế thì bây giờ người ta hỏi các bạn rằng là nó bằng a len b, a cộng với len của b, với a b là các số thực, và người ta hỏi là a cộng b hay a nhân b là biểu thức nào dưới đây là đúng. Thực ra bản chất của thằng này sau khi đọc xong nó chính là một dạng tích phân hai ẩn đúng không ạ? Một dạng tích phân hai ẩn. Thế thì cái chính là chúng ta vẫn phải tính ra cho thầy cái thằng tích phân này. Đấy, vẫn phải tính cho thầy thằng tích phân này đúng không ạ? Thực ra thì bài này nó rất là nhạt bởi vì nó là một hàm phân thức đúng không ạ? Một hàm phân thức mà có gì đây, có tử, số mũ tử và số mũ mẫu bằng nhau thì chắc chắn là các bạn phải nghĩ đến việc là chúng ta phải chia rồi đúng không ạ? Đấy, các bạn nhớ lại cho thầy cái chưa? Một cái tích phân của một cái hàm phân thức như này. Đúng không ạ? Thế thì khi nào thì chúng ta chia? Khi số mũ tử nó lớn hơn hoặc bằng số mũ ở mẫu thì chúng ta chia đúng không ạ? Hoặc nếu bạn nào nhảy số nhanh có thể hoàn toàn có thể tách được nhá. Thì thầy có thể làm nhanh cho các bạn như sau. Hoàn toàn có thể tách được, chúng ta tách ra thành như sau. Tách cũng được, chia cũng được, tùy thích của các bạn thôi. 1/3 này đúng không ạ? Đến 1 này. Ở chỗ này thì chúng ta nhìn thấy rằng là nó gì nhỉ? Nó có 2x cộng 2, tức là trên tử thì thầy sẽ thêm bớt 1 thôi đúng không ạ? Chúng ta có x này. Đấy, cộng 1 này đúng không ạ? Trừ 6 tất cả chia cho 2x mà cộng 2. Dx được chưa? Đấy, tức là các bạn nhìn thấy là 1 và trừ 6 thì nó bằng trừ 5. Sau đó thì chúng ta sẽ tách ra thành hai cái tích phân con là từ 1/3 đến 1 của gì? Của x cộng 1 đúng không ạ? Chia cho 2x cộng 2 dx một cái. Và cái thứ hai đó chính là trừ cho tích phân từ 1/3 đến 1 của 6 chia cho 2x cộng 2 dx đúng không ạ? Được chưa? Đến đây thì rõ ràng là nó rất là bình thường rồi các bạn. Đến đây thì rất là bình thường rồi, chúng ta có thể làm nhanh cho thầy nhá. Ở đây thì các bạn nhìn thấy chưa? 2x cộng 2
thì nếu thầy đặt 2 làm nhân tử chung trong ngoặc sẽ còn x cộng 1, đồng ý không ạ? Và x cộng 1 trên tử và x cộng 1 dưới mẫu là tiệt tiêu cho nhau, nó chỉ còn lại là 1/2. Đấy, đúng không ạ? Và nguyên hàm của 1/2 là bằng gì? Là bằng 1/2x, đúng không ạ? Cận từ 1/3 đến 1. Được chưa? Tiếp tục, chỗ này nó chính là gì? Cái này có công thức rồi các bạn nhé. Cái này chúng ta đã có công thức rồi. Tức là bằng 6, đúng không ạ? Nhân 1/2. Đấy, 1 trên A mà. Nhân len trị tuyệt đối của 2x cộng 2. Đấy, đúng không ạ? Và tất cả cũng có cận từ 1/3 cho đến 1. Được chưa? Sau đó thì các bạn thay cận vào cho thầy thôi. Cái này thì các bạn làm thao tác nhanh nhé. Thầy mấy câu đầu thì đương nhiên thầy sẽ giảng chậm rãi cho tất cả các bạn có thể hiểu được luôn. Các bạn thay số vào này. Lúc nào cũng sẽ phải hiểu là phải thay cận trên vào và thay cận dưới vào sau. Chúng ta có 1/2, đúng không ạ? Trừ cho mấy? 1/3 thay vào đây là bằng 1/6. Đấy, được chưa? Tức là bằng 1/3 rồi nhá. Chỗ này là bằng 1/3 này. Đấy, ok chưa? Tiếp theo chỗ này là bằng gì đây? Trừ 6 chia 2 là bằng 3 này. Đấy, 3 đúng không ạ? 3 nhân len của mấy nhỉ? Len của 4, đúng không ạ? Trừ cho 3 nhân len của mấy? 1/3 các bạn bỏ vào đây nhá. Thì có phải là bằng mấy nhỉ? 2/3 cộng 2, tức là bằng len của 8/3. Đấy, đồng ý chưa? Ok chưa? Đấy, và chốt hạ là chỗ này là bằng mấy nhỉ? 3 len 4, đúng không ạ? 3 len 4 trừ 3 len của 8/3, tức là chúng ta đặt 3 làm nhân tử chung, trong ngoặc sẽ còn lại là gì? Len của 4 mà trừ cho len của 8/3, đúng không ạ? Thì 2 len trừ nhau thì phải chia thôi. Đấy, 2 len trừ nhau phải chia thì có nghĩa là bằng len của mấy? Chỗ này nó vẫn là bằng 1/3 này, số giữ nguyên này. Trừ 3 nhân len của chia, đúng không ạ? 4 chia 8/3, tức là nhân đảo ngược nó lên là nhân cho 3/8. Được chưa? Tức là nó còn lại là len của 3/2. Đấy, xong chưa? Xong rồi đúng không ạ? Và đối chiếu với kết quả thì các bạn nhìn thấy rằng đề bài người ta cho là bằng A cộng với len của B. A cộng len của B thì chúng ta có thể suy ra cho thầy rằng là gì nhỉ? A cộng với len của B. Thì chúng ta phải hiểu là A mấy các bạn nhỉ? A nó chính là bằng 1/3, đúng không ạ? Và B của chúng ta nó chính là bằng mấy? Là bằng 3/2 tất cả mũ mấy? Mũ trừ 3. Đấy, ok chưa? 3/2 mũ trừ 3 thì các bạn bấm máy tính xem cho thầy xem là nó bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? À, cái này là bằng 27, đúng không ạ? 27/8 đảo ngược lên thì có nghĩa là bằng mấy các bạn nhỉ? 3 mũ 3 bằng 27 mà. Bằng phần 8 đảo ngược lên thì hình như là bằng 8/27 gì đấy, đúng không ạ? Được chưa? 8/27. Và sau đó thì người ta hỏi rằng là trong 4 đáp án này thì cái nào đúng? Thì chúng ta có thể kiểm tra luôn. Đấy, các bạn có thể hoàn toàn kiểm tra luôn nhá. Kiểm tra luôn ở đây thì chúng ta có thể suy ra ngay và luôn cho thầy. Đó chính là đáp án gì nhỉ? 8/27 và nhân 1/3 thì nó chính là đáp án C, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy không? A nó chính là bằng 1/3 này. Đấy, B của chúng ta là bằng 8/27 này. Thế thì A nhân B, tức là lấy hai số này nhân với nhau thì nó bằng 8/81. Xong nhá. Đấy, đây cũng chính là một câu mà liên quan đến cái tích phân của một hàm hữu tỉ, đúng không ạ? Đấy, như bạn hỏi là bài này có bấm máy tính được không? Rõ ràng nó vẫn bấm được, nhưng mà không nên, bởi vì bài này dễ nhá. Đấy, thầy giảng rất là chậm rãi và chi tiết từng cái một rồi đấy. Ok nhá. Tiếp theo là chuyển sang cho thầy câu số 2. Có bạn nào làm được câu số 2 được không? Các bạn nào làm ra đáp án câu số 2 được không? Nếu làm ra đáp án rồi thì các bạn comment xuống dưới cho thầy nhá. Đấy, bạn Huy tả ra đáp án là 2C rồi cơ. Ok, thầy chữa nhá. Đúng không ạ? Đây, các bạn đọc đề cho thầy xem này nha. Các bạn đọc đề ngay vào luôn này. Tích phân từ 0 đến 3 của thằng này nó bằng A nhân E bình cộng B nhân E và cộng C. Đấy. Với A, B, C là các số nguyên, đúng không ạ? À, với A, B, C là các số nguyên tính tổng S bằng A cộng B cộng C. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Bản chất bài này nó là tích phân của gì nhỉ? Có 3 cái thằng. Đấy, A này, B và C. Đúng không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta, bản chất của nó là chúng ta đi tính ra cho thầy cái tích phân này. Tính cụ thể nó ra và sau đó thì đối chiếu kết quả với nó để chúng ta tìm ra cái số A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu và C bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, có nhiều bạn là 2A và nhiều bạn lại là 2C. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu là giả sử thầy đặt thằng này là Y nhá. Thầy lúc nào vẫn phải đặt mà. Từ 0 đến 3 này, đúng không ạ? E mũ căn của X cộng 1 nhân DX tất cả chia cho căn của X cộng 1, đúng không ạ? Vậy cái đầu tiên đó chính là các bạn cần phải tư duy cho thầy rằng là thằng này nó dùng theo phương pháp nào. Đấy, để giải quyết con nguyên hàm này, con tích phân này thì các bạn phải định hình ra trong đầu của mình ấy, trong não bộ của mình là cần phải loát ra rằng là thằng này dùng theo phương pháp nào. Nó là đổi biến hay là nó là từng phần, đúng không ạ? Nó là đổi biến hay là nó từng phần, đúng không ạ? Thế thì trong bài này các bạn nhìn thấy không? Nó có chứa căn. Đấy, nó có chứa căn, đúng không ạ? Đây. Thì các bạn sẽ nghĩ ngay việc đó là chúng ta phải đặt căn bậc hai của x cộng 1 bằng t. Đấy, nghĩ ngay đến việc là chúng ta phải đổi biến, đúng không ạ? Và chúng ta có đặt này,
Đấy, căn bậc 2 của x cộng 1 thì bằng bằng t, đúng không ạ? Thì chúng ta bình phương lên thôi. X cộng 1 này thì bằng bằng t bình, thì suy ra là gì? Dx thì có phải đúng bằng 2t dt đúng không ạ? Đóng ngoặc lại nhá. Dx bằng 2t dt rồi. Được chưa? Đấy, thằng này thì nó bằng t này, thằng này nó chỉ được bằng t này. Rồi sau đó các bạn đổi cận nữa là được thôi, đúng không ạ? Đổi cận nào, làm nhanh nhá. Ok, từ 0 này đến 3 này đúng không ạ? À, xin lỗi, x chứ, x này, t này, từ 0 cho đến 3. Thì x bằng 0 thay vào đây thì t bằng 1, 3 thay vào đây thì t bằng bằng 2. Tức là bây giờ cái tích phân trên là nó là cận từ 0 đến 3, thì bây giờ nó phải là cận từ từ 1 cho đến 2, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã đổi cận rồi mà. Đổi cận có nghĩa là phải đổi theo cái ẩn t là 1 đến 2. Chứ bây giờ ông nào mà cứ cận từ 0 đến 3 vào chỗ này là sai lòi mắt ra luôn đấy nhá. Nhớ nhá, đổi cận là phải thay cận mới vào cho thầy. Ok. Tiếp theo đó chính là, đây các bạn nhìn thấy không? Em mũ căn bậc 2 của x cộng 1 mà chúng ta đã đặt căn bậc 2 của x cộng 1 bằng t rồi, thì chứng tỏ thằng này nó chính là em mũ t. Đấy, được chưa? Dx nó là thằng nào đây? Là bằng 2t dt đúng không? 2t dt. Và cuối cùng là các bạn chia cho căn, tức là chia cho chia t, đồng ý chưa? Và nó chính là bằng tích phân từ 1 đến 2 của em mũ t có 2 nữa đúng không ạ? Dt. Và kết quả cuối cùng nó cũng chính là bằng thằng này luôn, tức là 2 nhân em mũ t cận từ 1 cho đến 2. Đúng không? Thay số vào các bạn sẽ biết là ngay bằng mấy nhỉ? 2 nhân e mũ 2 và trừ cho 2e. Đấy. Ok chưa? Và chúng ta sẽ biết ra ngay là A bằng mấy các bạn nhỉ? A bằng 2, B bằng trừ 2 đúng không ạ? Và C bằng 0. Các bạn đối chiếu với kết quả này nhé. Đấy. Các bạn đối chiếu thằng này thì các bạn sẽ suy luận ra cho thầy là A bằng 2, B bằng trừ 2 và C bằng 0. Đấy. Nhìn không? Nhìn hai kết quả này. Các bạn đối chiếu kết quả này với cả kết quả này để chúng ta so sánh. Đúng không ạ? Để tìm ra A, B và C. Đúng không ạ? Vậy suy ra là gì? Tính tổng đúng không ạ? Tổng A cộng B cộng C, A cộng B và cộng C thì nó bằng gì các bạn nhỉ? Nó bằng 0 đúng không ạ? A bằng 2 cộng với trừ 2 là bằng 0 mà. Đấy, là câu số 2 nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cho thầy câu số 3. Đấy, câu số 3. Đây cũng chính là một đề của trường chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị lần 1 năm 2018. Đối với những dạng như thế này thực ra thì nó chỉ là mang tính chất là thao tác là gì nhỉ? Là chúng ta rèn luyện thôi nhá. Các bạn nhìn thấy này. Đây cũng chính là một bài toán tích phân mà có chứa hai ẩn là m và n đúng không ạ? Nhưng điều quan trọng nhất là các bạn đừng có quá quan trọng là gì nhỉ? Đừng quá quan trọng là m và n nó là cái quái gì, mà cái quan trọng nhất đó là các bạn vẫn phải tính ra cho thầy thằng tích phân này ra. Đấy, như bảo ông là bảo là bấm máy tính có được không thầy? Thực ra ấy là bài toán tích phân riêng đối với những bài như thế này thì hoàn toàn có thể bấm được. Nhưng năm 2019 rồi, cái việc mà chúng ta sử dụng máy tính nó không khả thi lắm. Đấy, bởi vì nếu dùng bài này thì có thể dùng được, nhưng đến lúc đi thi nó chả có bài nào dùng được máy tính, thì các bạn có lăn đùng đã chết thì có mà ốm à, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ tính ra cho thầy thằng này nhá. Giống như kiểu đề bài cũng bảo tính tích phân thằng này đi. Y bây giờ nó bằng gì? Tích phân từ 0 đến căn 7 có đúng không ạ? Của x mũ 3 dx này, tất cả chia cho căn bậc 3 của 1 cộng x bình. Đấy, một con tích phân đúng không ạ? Sau khi mà đã đọc xong con tích phân này rồi thì làm sao? Thì các bạn phải, kể cả ngu thì vẫn phải hiểu rằng là thằng này chắc chắn là dùng theo phương pháp đổi biến. Chắc chắn là dùng theo phương pháp đổi biến. Có nghĩa là chúng ta phải đặt đúng không ạ? Phải đặt. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là đặt thằng nào bằng t. Thì các bạn nhớ cho thầy một cái nguyên tắc mà thầy đã dạy cho các bạn là gì nhỉ? Thằng nào phức tạp thì mình đặt bằng d. Đấy. Có nghĩa là chúng ta nên đặt toàn bộ cái căn bậc 3 đúng không? Nhớ là căn bậc 3 nhé, của 1 cộng x bình. Đấy, thì các bạn đặt bằng t thôi. Đấy, được chưa? Nhớ là đặt thằng nào phức tạp thì mình đặt bằng t. Sau khi đặt xong thì mình làm cái gì? Là mình biến đổi. Cụ thể trong bài này là mũ 3 cả hai vế của phương trình lên thì thầy sẽ có ngay và luôn là 1 cộng x bình thì có đúng bằng t mũ 3. Chuẩn chưa? Sau đó thì làm sao? D của 1 cộng x bình thì chính là bằng d của t mũ 3 luôn. Có nghĩa là gọi là vi phân cả hai vế của phương trình lên đấy. Được chưa? Chúng ta có cho thầy này. 2x dx thì nó chính là bằng 3t bình dt. Vậy thầy sẽ có đó chính là cái thằng x nhân dx của thầy nó chính là bằng gì? 3/2t bình dt đúng không ạ? Đóng khung lại thầy, thằng này người ta gọi là cái chốt hạ. Đúng không ạ? Lượng giác hóa được không thầy? Bài này chắc chắn 100% là không thể lượng giác hóa được. Bởi vì sao? Cái lượng giác hóa chỉ làm được khi và chỉ khi chúng ta có dấu hiệu nhận biết đúng không ạ? Là căn bậc 2 của a bình trừ b bình và căn bậc 2 của a bình cộng b bình và phương pháp đổi biến thông thường không làm được thì mới có thể dùng thằng phương pháp đổi biến lượng giác hóa. Nhớ nhá. Bài này không thể dùng theo phương pháp lượng giác hóa được. Ok chưa? Đến đây rồi là một chú nhá. Thế thì chúng ta phải để ý cho thầy này. Đến đây xong chưa? Thì các bạn nhìn thấy là ở dưới mẫu này này, các bạn nhìn thấy cho thầy rằng là
chúng ta đã đặt bằng T rồi, đúng không ạ? Đối với cái phương pháp đổi biến, có nghĩa là tất cả mọi thứ còn lại nó phải bắt buộc là phải biến đổi theo T, đúng không ạ? Đây đặt bằng T rồi nhá, các bạn nhìn thấy không? Đặt cái thằng mẫu là bằng T rồi này, kẻ ngu thì vẫn nhìn thấy này. Đấy. Thế bây giờ các bạn nhìn thấy còn x mũ 3 đấy, thì các bạn nhìn thấy x mũ 3 chắc chắn là phải tách ra thành x bình nhân x. À, các bạn nhìn thấy này, cái x mũ 3 dx này này thì thầy sẽ tách thành x bình nhân x và nhân dx. Đấy. Được chưa? Thế tại sao lại thế? Bởi vì các bạn nhìn thấy cái x dx này này thì nó đã có ở đây rồi này. Đúng không ạ? X nhân dx thì nó đã có ở đây rồi. Thế thì còn lại một cái x bình thì chúng ta lấy ở đâu? Đó là lấy từ cái gì đã đặt, các bạn nhìn thấy không? Đây, 1 cộng x bình thì bằng t mũ 3, tức là thầy có thể rút ra x bình thì đúng bằng t mũ 3 trừ 1, chuẩn men chưa? Đấy, đóng khung lại, thằng này là thằng chốt hạ. Giống y như kiểu phương pháp đổi biến bình thường thôi. Được chưa? Sau đó thì chỉ cần đổi cận nữa là cho thầy thôi. Đổi cận chúng ta có này, x, t, x của chúng ta chạy từ 0 đến căn 7. Thì t của chúng ta nó sẽ chạy từ mấy nhỉ? Thay vào cái đã đặt nhá, đặt chúng ta cái đặt cái thằng nào thì chúng ta thay vào thằng đấy. Đấy, được chưa? Chúng ta có t chắc chắn là bằng 1 đúng không ạ? Và 2. Các bạn thay căn 7 vào đây. 1 cộng 7 bằng 8 và căn bậc 3 của 8 thì bằng 2. Ok chưa? Nó không phải là nhanh đâu nhá, rất trừ tốn và chậm rãi. Vậy chốt hạ lại, cái tích phân của chúng ta bây giờ nó là cận từ 1 cho đến 2. Đấy, cận mới nhá. Đã đổi cận thì phải đi theo cận mới. Đó được gọi là phương pháp đổi biến. Sau đó thì làm sao? Cái x mũ 3 này thì tách ra thành x bình nhân x, đúng không? X bình thì bằng t mũ 3 trừ 1 các bạn này, t mũ 3 trừ 1 này đúng không ạ? Nhân x dx nó chính là thằng này đây, là 3/2. Đấy, t bình dt và tất cả chia cho gì các bạn nhỉ? Chia cho t là chia cho căn bậc 3 này các bạn này. Đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, rồi sau đó thì các bạn tính bình thường thôi. Thằng này thì tính quá bình thường luôn, cực kỳ bình thường và gọi là giản đơn luôn nhá. Đầu tiên các bạn nhìn thấy là chỗ này t bình và chỗ này t, thì có nghĩa là chúng ta mất đi một cái t rồi đúng không ạ? Số 3/2 thì làm sao? Chúng ta vứt ra ngoài rồi thầy. Tức là thầy có 3/2 vứt ra ngoài. Đấy, được chưa? Nó sẽ còn lại là tích phân từ 1 đến 2 của gì? Của t mũ 4 đúng không ạ? Trừ, trừ gì? Trừ t, đóng ngoặc lại tất cả dt. Đấy, ok chưa? Nhiều bạn hỏi là t bình này lấy ra rồi, bởi vì t bình với t nó sẽ mất đi một cái rồi. Nhưng khi mất đi một cái thì trên tử vẫn còn lại một cái. Nhân vào đây thì nó là còn t mũ 4 và trừ t. Được chưa? Và tính nguyên hàm nó thôi. Chúng ta tính tích phân là phải tính nguyên hàm ra trước. Ở đây là t mũ 5 chia 5 và trừ cho, trừ t bình chia cho chia 2 đúng không ạ? Nhớ là vẫn có 3/2 nhá, vẫn có 3/2 cận từ 1 đến 0. Đấy, 1 đến 2 xin lỗi các bạn, 1 đến 2. Đấy, thay cận trên vào và thay cận dưới vào chúng ta sẽ có là gì nhỉ? 3/2 nhân tử chung này. Trong ngoặc sẽ còn thay phần 2 vào đấy nhá. Thì bằng mấy nhỉ? 32/5, đồng ý không ạ? Trừ cho thay 2 vào đây thì trừ cho mấy? Trừ cho 2 luôn nhá. Trừ cho thay cận dưới vào là trừ cho 3/2 nhân cho 1/5 trừ 1/2. Đấy. Xong chưa? Thì các bạn xem là nó bằng bao nhiêu nhá. Đến đây thì hầu như các bạn hoàn toàn có thể tính máy tính được rồi đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ là ra số bằng nhiêu? Các bạn nhìn thấy 3/2 làm nhân tử chung tất cả đi. 32/5 trừ đi 1/5 tức là bằng 31/5. Đấy, được chưa? Chỗ này trừ 2 mà cộng 1/2 có nghĩa là bằng mấy nhỉ? Là bằng 5/2. Đấy, các bạn bấm máy tính cho thầy xem là bằng bao nhiêu các bạn nhá. Các bạn bấm máy tính đi. Đó, đúng không ạ? Đây, các bạn nhìn thấy này. 31/5 đúng không ạ? 31 này phần 5. Các bạn nhìn thấy không? Cộng cho 5/2 tức là cộng cho 2/5 luôn đi. Là bằng 87/10 nhân cho 3/2 đúng không ạ? Bằng, ôi trời, số to thế nhỉ? Số to thế. Số to quá các bạn ạ. 261/20 cơ à? Ôi trời, 261/20 cơ à? To nhỉ? Các bạn kiểm tra lại giúp thầy xem nhá. 141/20 à? Số to quá. Thầy tính sao mà ra được tầm 261 các bạn nhỉ? 32/5 này đúng không? 32 trừ cho 1/5 là 31/5 này. À, chỗ này trừ 2, đúng rồi. Trừ 2 cộng 1/2 là trừ 3/2. Xin lỗi các bạn, trừ 3/2 nhá. Tính lại, 31 chia 5 trừ cho 3 chia 2 đấy, bằng 47/10 và nhân cho 1/5 đúng không ạ? Là bằng 141/20. Ok, là bằng 141/20. Được chưa? Vậy từ đấy chúng ta có rằng là nó chính là M bằng 141 đúng không ạ? 141/20 này thì chúng ta suy ra là M bằng 141 và N bằng bằng 20 đúng không ạ? Người ta bảo là tính M trừ 7N, tức là lấy 141 mà trừ cho 140 đúng không ạ? Thì bằng 1 luôn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các em nhá. Đấy, thầy sai rồi, chặt đi. Bà đại quá. Đấy.
Xong nhá, là ba câu rồi đấy, ba câu của đề của trường chuyên cũng khá là hay đúng không ạ? Những cái dạng mà nó liên quan đổi biến rất nhiều, những dạng mà liên quan đổi biến rất nhiều nhá. Ok chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang như thầy là câu số mấy nhá? Câu số 4 đúng không? Ôi giời, câu thằng này thì nó dễ quá các bạn. Câu số 4 thì cái này thì có công thức rồi còn gì nữa đúng không ạ? Câu số 4 thì thằng này có công thức mà. Đó, người ta gọi là câu thần chú đấy đúng không? Thầy đã dạy các bạn là về cái câu thần chú này rồi. Và nếu như bạn nào chưa biết thì thầy sẽ cung cấp lại cho bạn về cái câu thần chú đó là như sau. Là nguyên hàm của mx dx thì thằng này là gọi là thằng dễ nhất trong tất cả mọi loại nguyên hàm. Đó là gì? Là nó bằng chính nó mx cộng c, đồng ý không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là nó không phải là thằng này mà cái thằng hợp của nó cơ. Đó là e mũ gì? Ax cộng cộng b dx thì thằng này mới là cái thằng quan trọng này. Còn nhớ thằng trên thì nó chỉ là vớ vẩn thôi, thằng dưới mới là cái quan trọng đúng không ạ? Nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng 1 trên a và nhân e mũ ax cộng cộng b và cộng c, được chưa? Đây được gọi là nguyên hàm hợp của cái thằng trên. Thằng trên thì gọi là hàm đơn, thằng trên thằng này gọi là hàm đơn này. Đấy, thằng này là gọi là hàm hợp đúng không ạ? Và cái này các bạn sử dụng cứ thấy công thức thôi. Vậy chúng ta có luôn cho thầy này, y bằng mất 3 giây thôi nhá. Thằng này thì các bạn phải khẳng định là nó chỉ mất 3 giây thôi, quá 3 giây là đã chặt cu rồi nhá. Y bằng tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? E mũ 2x này dx thì có phải là các bạn phải xác định trong bài này thì a bằng 2 đúng không ạ? A bằng 2, a là cái quái gì? A của chúng ta nó chính là cái số đứng trước x. Vậy chúng ta có 1 trên a tức là 1/2 đúng không ạ? Và nhân e mũ 2x luôn, tất cả cận từ 0 đến 1. Vậy nó chính là bằng gì các bạn nhỉ? Nó chính là bằng 1/2 e mũ 2 và trừ cho mấy nhỉ? Trừ cho 1/2, đồng ý không ạ? Đấy, xong chưa? 1/2 e mũ 2 và trừ cho 1/2 và chắc chắn đó là đáp án C, không lan tan, đúng không ạ? Tiếp theo là câu số 5. Đấy, câu số 5, bạn nào làm ra câu số 5 chưa? Bạn nào đã làm ra câu số 5 chưa? Nếu làm ra rồi thì các bạn thử comment cho thầy đáp án số dưới xem là có đúng hay sai nhá. 4C đúng rồi, chính xác. Câu số 5. Đây là đề của trường chuyên Phan Bội Châu năm 2018, đề của trường chuyên Phan Bội Châu. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Là người ta cho các bạn một hàm số fx nó bằng thế này, đây có dấu bằng nhá. Đấy, 7 cos x 4 sin x trên cho cos x cộng sin x là một nguyên hàm của hàm số fx thỏa mãn thằng này bằng 3π/8. Tìm giá trị của f của pi trên 2. Đúng không ạ? Thằng này thực ra thì nó chỉ xứng đáng khi mà chúng ta sử dụng bài này này, nó chỉ xứng đáng trong vòng 30 giây thôi. Đấy, nó chỉ xứng đáng trong vòng 30 giây thôi. Còn nếu làm tự luận thì đương nhiên nó dài dài hơn. Đấy, đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ dài hơn. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Bản chất của bài này thì các bạn có thể đọc xong đề thì các bạn tư duy cho thầy một chút này. Đó chính là như sau. Theo định nghĩa của nguyên hàm thì theo định nghĩa của nguyên hàm hoặc theo định nghĩa của tích phân cũng được. Chúng ta có tích phân từ A đến B của thằng fx dx thì có phải đúng bằng f lớn của x cận từ A đến B. Đấy, các bạn nhớ cho thầy cái định nghĩa về tích phân chưa? Có, các bạn nhớ cho thầy định nghĩa về tích phân chưa? Đấy, tích phân từ A đến B của f nhỏ x thì nó chính là bằng f lớn x đúng không ạ? Trong đó f lớn x nó chính là gì? Nó chính là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Các bạn nhớ nhá. Đấy, các bạn nhớ nhá. Đây là nó khác nhau đấy. F nhỏ và f lớn thì không phải là giống nhau đâu. Đừng có nhầm hàng nhá. Đừng có nhầm hàng. F lớn được gọi là nguyên hàm, còn thằng f nhỏ này nó chỉ là mới là hàm số gốc thôi. Đấy, ok chưa? Sau nay thầy Liver chói sáng quá, không biết là vì sao, bởi vì cứ để tay vào là nó bị lóe lên, sau đó nó cất tay thì nó lại bị như thế. Không biết là do lấy nét tay là như thế nào. Thầy cũng không rõ về cái phần liên quan đến kỹ thuật này lắm. Được chưa? Và sau đó thì có nghĩa là nó sẽ là bằng f của b lớn đúng không ạ? F của b trừ cho f của a. Các bạn nhớ nhá, tất cả những cái này đều gọi là định nghĩa về phần tích phân. Đúng không ạ? Định nghĩa về phần tích phân. Vậy trong bài này thì nó cũng hoàn toàn tương tự. Là người ta đã cho các bạn sẵn một cái hàm số rồi. Sẵn một cái hàm số rồi. Có một nguyên hàm là hàm số fx thỏa mãn thằng này. Đúng không ạ? Và người ta hỏi là f lớn tại pi trên 2 bằng bao nhiêu? Đó, f lớn tại pi trên 2 bằng bao nhiêu nhá? Trong đó f lớn tại pi trên 4 bằng 3π/8 rồi. Đấy. Thì tất cả những dạng này đều có mô típ làm chung. Mô típ ở đây nó có nghĩa là gì? Là các bạn chuyển ra cho thầy từ cái thằng này nó về dạng này. Đấy, về dạng này để chúng ta có thể xử lý được. Đúng không ạ? Và chuyển như sau, các bạn nhớ này. Cái gì người ta hỏi? Đây, f lớn tại pi trên 2 đúng không ạ? Tức là nó sẽ động chạm đến cái cận pi trên 2 thì bắt buộc là chúng ta phải để ở phía trên. Đấy, tức là nó cận từ cái quái gì? Là pi trên 4 đến pi trên 2 của fx dx đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chúng thầy vừa chuyển cái dạng này về cái công thức này thì nó sẽ là bằng gì? Bằng f lớn tại pi trên
trên 2 trừ đi f lớn tại tại pi trên trên 4, đồng ý không ạ? Dùng công thức ở phía trên nhé, dùng công thức ở phía trên đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ suy ra thôi. À cái này thì các bạn nhớ này, cái này fx chúng ta đã biết rồi nhá, fx ở đây các bạn nhìn thì chúng ta hoàn toàn tính được thằng này đúng không ạ? Hoàn toàn chúng ta tính được thằng này, bởi vì các bạn chỉ cần nhớ rằng là thay fx bằng vào đây, thay fx vào đây. Đó, nhớ phải để về chế độ radian nhé. Khi đã chúng ta bấm như thế này thì các bạn lưu ý ra cho thầy là phải bấm về chế độ radian, tức là các bạn nhớ này, bấm này, ví dụ này, tích phân từ pi trên 4 đúng không ạ đến pi trên 2. Đấy, các bạn lấy máy tính ra bấm giúp thầy luôn nhé, các bạn lấy máy tính ra bấm giúp thầy xem là nó bằng bao nhiêu luôn. Của cái gì? 7 cos x đúng không ạ, trừ 4 sin x, tất cả chia cho cos x và cộng sin x dx. Đấy, đúng không ạ? Đây, thằng này thì chắc chắn là chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta hoàn toàn tính được. Hình như là nó xấp xỉ 0,728 gì đấy. Thì các bạn cứ bấm lại kiểm tra lại giúp thầy xem. Được chưa? Cái này hoàn toàn có thể chúng ta dùng máy tính được. Thế thì sau đó thì các bạn quan sát vào đề bài này, là người ta đã cho các bạn thằng nào đây rồi đây? Cho cái gì đây? F lớn của pi trên 4 đúng không ạ? À, tức là cho thằng này này. Đấy, và bây giờ người ta hỏi thằng này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuyển vế và đổi dấu. Đúng không ạ? Sẽ chuyển vế và đổi dấu. Thầy nói lại bước nhảy luôn đi ạ, làm tay đi ạ, đúng không ạ? Ok, được rồi, sau cái này thầy giải các bạn cách làm tay luôn, cho nó thật sự là hiểu bản chất luôn. Thằng này nếu mà làm tay thì nó xứng đáng là câu 8 cộng. Nếu làm tay nhá thì nó xứng đáng là câu 8 cộng. Được chưa? Ok. Được chưa? Thầy sẽ giải các bạn cả tự luận nhá, chắc chắn là phải dạy cả tự luận rồi, bởi vì thầy dạy rất là kỹ chứ không phải là dạy qua loa làm trắc nghiệm là xong thôi. Đây là thầy nói cho các bạn cách làm nhanh đã nhá. Bây giờ chúng ta muốn tìm thằng này đúng không ạ? Đề bài nó cho thằng nào rồi? Cho f lớn tại pi trên 4, các bạn nhìn thấy không? Đề bài không? F lớn tại pi trên 4 bằng 3 trên pi trên 8. Thằng này người ta cho rồi đúng không ạ? Thằng này cũng tính được bằng máy tính các bạn này. Tức là chúng ta luôn luôn tìm được thằng này bằng cách chuyển về đổi dấu. Và thầy sẽ có f lớn của pi trên 2 có đúng bằng thằng này đúng không ạ? Mà cộng cho pi trên 4, các bạn chuyển thằng từ bên này sang bên này. Đúng không ạ? Trừ 0,728 đấy, các bạn nhìn thấy không? Trừ 0, dấu trừ nhá. 0,728 mà cộng cho f lớn tại pi trên 4. Đấy. Tức là chúng ta lấy gì? Là trừ 0,728 mà cộng cho cộng 3 pi trên 8, đúng không ạ? Cộng với 3 pi chia cho 8. Và chắc chắn 100% là thằng này chúng ta đã bấm được ra kết quả. Đúng không ạ? Xong chưa? Và đối chiếu xem là trong 4 thằng này thì các bạn nhớ rằng là trong 4 thằng này thì thằng nào ra xấp xỉ cái đáp án này thì đó là đáp án đúng. Được chưa? Và chúng ta luôn luôn tìm được ra đó là đáp án A. Đấy. Đúng chưa? Hiểu chưa? Đó là cách làm bằng máy. Còn bây giờ thầy dạy luôn cho các bạn này. Nếu ông nào nhảy số nhanh mà muốn đặt 8 cộng thì các bạn phải luôn luôn theo xu hướng làm tự luận. Nhớ nhá. Bởi vì làm tự luận thì nó giải quyết được rất nhiều dạng bài và nó nắm được bản chất cơ. Đúng không ạ? Được chưa? Ok. Thế thì bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn cách làm tay. Nào, bạn nào muốn thầy dạy cách làm tay, các bạn comment số 1 xuống dưới cho thầy xem nào. Nếu làm bằng tay nhá, làm bản chất luôn nhá, làm học hẳn bản chất cho nó máu lửa luôn. Được chưa? Thằng này bằng A rồi nhá. Đã hiểu vì sao chưa? Bấm máy tính là biết. Ra kết quả thằng này là một số xấp xỉ bằng thế nào là đấy, đúng không ạ? Rồi sau đó thì các bạn đối chiếu 4 kết quả này thì cái nào nó ra đúng bằng cái này thì đó là đáp án đúng. Tại sao cận từ chạy từ pi trên 4 đến pi trên 2 nhỉ? Đó là vì đề bài, đúng không ạ? Pi trên 4 là cái đề bài cho và cái pi trên 2 là cái đề bài hỏi. Thì cận bắt đầu từ gì? Cái đề bài cho đến cái đề bài hỏi. Đấy, tức là chúng ta luôn tuân theo một cái nguyên tắc là cái thằng nào hỏi thì chúng ta luôn luôn đặt bằng ở phía trên. Được chưa? Bây giờ thầy dạy các bạn cách bằng tay nhá. Đấy, cách bằng tay đúng không ạ? Nào, thầy dạy các bạn cách làm bằng tay. Làm bằng tay nào, làm bằng tay đấy. Chú ý này, về bản chất nhá, dạy bản chất tay luôn này. Bản chất nhá. Nhưng mà phải làm bằng tay cơ. Làm bằng tay có nghĩa là chúng ta phải đi tính được nguyên hàm thằng này. Đúng không ạ? Bản chất của chúng ta là phải đi tính nguyên hàm thằng này. Và cái này nó chẳng qua để tìm C thôi này. Đấy, tính thằng này ra, nguyên hàm thằng này ra thì nó ra hộ nguyên hàm. Có nghĩa là nó luôn luôn có C. Đồng ý không ạ? Và co cho thằng này để chúng ta tìm được C thôi nhá. Và thầy sẽ dạy cho các bạn cách giải nguyên hàm thằng này là được thôi nhá. Thầy sẽ dừng lại việc là chúng ta giải nguyên hàm thằng này thôi. Và chúng ta có thầy này, nguyên hàm này. Nguyên hàm của cái quái gì đây? 7 cos x đúng không ạ? Trừ 4 sin x, tất cả chia cho cos x mà cộng sin x dx đúng không ạ? Nhớ nhá, thầy giải cho các bạn và cách giải nguyên hàm đã. Bản chất thằng này đúng không ạ? Lịch học của chúng ta là tối thứ tư và tối thứ sáu lịch học cố định. Đấy, được chưa? Còn chắc là từ sang tuần sau bắt đầu lịch chủ nhật là chúng ta đã bắt đầu luyện đề rồi. Thầy sẽ add tất cả các bạn vào một group riêng, không phải dùng group này nhá. Group luyện đề riêng ấy. Được chưa? Chúng ta sẽ live stream để chữa đề.
thường xuyên, ít nhất một tuần là một đề, yên tâm. Mơ quá thầy à? Không, không không mơ đâu các bạn. Xong chưa? Nào, bây giờ chúng ta muốn tìm nguyên hàm thằng này đúng không ạ? Tìm nguyên hàm thằng này nhá, thầy sẽ dạy cho bạn cách tìm nguyên hàm thằng này. Được chưa? Thế thì để tìm được nguyên hàm thằng này thì các bạn cần phải tìm ra cho thầy nguyên hàm của hai thằng sau. Kiến thức bổ trợ này, bổ trợ như sau. Đó là các bạn có tính được nguyên hàm của cái thằng sin x cộng cos x chia cho sin x cộng cos x không? Đó, dx, thằng này các bạn có tính được thằng này không? Có tính được không ạ? À, thằng này thì quá nhạt rồi đúng không ạ? Nó như kiểu là lừa nhau vậy. Sin x cộng cos x, thằng này chia nhau thì nó hết đi đôi và nó còn lại là nguyên hàm của 1. Mà nguyên hàm của 1 thì có phải đúng bằng x đúng không ạ? Và cộng c. Xong chưa? Cái này thì quá là easy rồi đúng không ạ? Nhưng có một cái nguyên hàm mà các bạn bắt buộc phải tính được. Đó chính là như sau. Đó chính là như sau. Các bạn tính cho thầy cái nguyên hàm của cos x trừ sin x. Đấy, chia cho sin x mà cộng cos x dx. Đấy, các bạn tính thằng này ra. Bạn nào có thể biết được rằng là thằng này nguyên hàm của nó bằng bao nhiêu không? Bạn nào biết không? À, nếu như bạn nào nhảy số nhanh thì chúng ta đều có thể hiểu như thầy như sau. Các bạn đều có thể hiểu này. Nếu thầy đặt thằng này bằng t, nếu nhá, nếu này, nếu thầy đặt cái mẫu bằng t, tức là đặt cái sin x đúng không ạ? Cộng cos x bằng t. Đấy, nếu giả sử thầy đặt thằng mẫu bằng t, thế thì thầy vi phân cả hai vế lên thì có phải là d của sin x cộng cos x thì nó chính là bằng dt đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn tính đạo hàm nó ra thì nó chính là bằng gì? Là cos x trừ sin x. Đấy, d dx thì bằng d dt. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy cái cos x nhân sin x, cos x trừ sin x nhân dx nó chính là cái tử của chúng ta. À, cái tử của chúng ta đây đúng không ạ? Tức là nó sẽ có dạng là gì? Là dt chia cho dt. Đấy, và nguyên hàm của thằng này thì chắc chắn là len rồi. À, thì chứng tỏ là toàn bộ cái nguyên hàm này nó chính là bằng len trị tuyệt đối của t, tức là len trị tuyệt đối của sin x cộng cộng cos x đúng không ạ? Ok chưa? Tức là hai thằng này là hai thằng nó sẽ hoàn toàn tính được nguyên hàm. Và bản chất của thằng này cũng chính là biến đổi về hai thằng này cộng lại với nhau. Đấy, tức là chúng ta sẽ có thầy như sau. Cái thằng y này các bạn này, nhìn cho thầy nhìn cho kỹ vào nhá. Nhìn này, nhìn bằng mắt thôi, chúng ta có y bằng tách ra thằng cái này tách ra thành hai thằng này cộng lại với nhau. Đấy, tức là nó sẽ tách ra thằng gì? A nhân cho sin x cộng cos x tất cả chia cho sin x cộng cos x. Ok chưa? Và cộng cho b nhân cos x trừ sin x tất cả cũng chia cho sin x cộng cos x. Đấy, ok chưa? Đóng ngoặc tất cả lại và dx. Về bản chất là chúng ta phải tách thằng này, thằng trên ấy, thằng đề bài trên nó về hai thằng con. Đấy. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm gì? Tìm hệ số A và hệ số B. Nó giống như kiểu là cái phương pháp đồng nhất hệ số vậy. Đúng không ạ? Sau khi chúng ta tìm được thằng A và thằng B là một con số cụ thể thì chúng ta sẽ luôn luôn tính được nguyên hàm của từng cái con. Được chưa? Và cụ thể chúng ta tính như thế nào? À thì các bạn nhớ này. Các bạn nhớ này. Về bản chất là đang cộng hai phân số có cùng mẫu đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cái sin x cộng cos x đúng không ạ? Đây, nó giống nhau chưa? À thì chúng ta phải hiểu là à nó là sin x cộng cos x này đúng không ạ? Ở trên tử thì chúng ta có a sin x trừ b sin x đúng không ạ? Thì nó chính là bằng a trừ b nhân sin x. Đấy, tiếp tục a nhân cos x cộng b nhân cos x đúng không ạ? Thì chứng tỏ là cộng cho a cộng b nhân cos x. Đấy, rồi sau đó các bạn đối chiếu với đề bài, đối chiếu thằng này với đối chiếu với đề bài. Đấy, đối chiếu thằng này với đề bài thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng theo phương pháp là phương pháp đồng nhất hệ số. Đồng nhất hệ số có nghĩa các bạn so sánh cái thằng mà chúng ta vừa tách xong với đề bài để chúng ta tìm ra thằng A và thằng B. Cụ thể là chúng ta sẽ giải cho thầy một cái hệ phương trình đúng không ạ? Chúng ta có A trừ B, các bạn nhìn thấy không? A trừ B nhân sin x thì nó phải đúng bằng trừ 4 sin x, là giống nhau y xì nhau. Hai thằng này phải giống nhau nhá. A trừ B nhân sin x thì phải bằng 4 trừ 4 sin x, tức là A trừ B bằng trừ 4, đồng ý không ạ? Và sau đó thì gì? À, A cộng B nhân cos x thì phải đúng bằng 7 cos x, tức là A cộng B của thầy nó phải bằng 7. Được chưa? Và từ đấy chúng ta khẳng định luôn là A mấy các bạn nhỉ? Khẳng định luôn A mấy? Cộng lại hai thằng này lại với nhau, 2A bằng 3, vậy A bằng 3 phần 2. Đấy, tương tự B của chúng ta bằng mấy các bạn nhỉ? B của chúng ta lấy 7 đúng không ạ? 7 mà trừ cho 3 phần 2 tức là bằng 11 phần 2. Đấy, xong chưa? Gọi là cái phương pháp đồng nhất hệ số. Sau khi chúng ta đã tìm được thằng A và thằng B rồi
Thế thì bản chất của thằng Y của chúng ta bây giờ nó sẽ thay thằng A vào đây, thằng B vào đây. Được chưa? Tức là nó sẽ có quyền tách ra thành hai cái con, cụ thể như sau. Bằng tích phân, nguyên hàm chứ, 3 phần 2 nhân cho sin x cộng cos x. Đấy, chia cho sin x cộng cos x, được chưa? Đóng ngoặc lại, các bạn thay tìm ra A 3 phần 2 này nhá, thay vào đây này. Đúng không ạ? Tìm A 3 phần 2 thay vào đây. Đấy, thì chắc chắn thằng này chúng ta tính được này. Tương tự, cộng cho B có nghĩa là cộng cho 11 phần 2 nhân cho cái cos x trừ sin x, đúng không ạ? Tất cả chia sin x cộng cos x. Ok chưa? Đóng ngoặc lại tất cả dx thôi, đúng không ạ? Xong chưa? Tính thằng này nó quá đơn giản, thầy đã dạy các bạn cách tính ra đây rồi. Ok chưa? Đấy. Ok. Vậy trong những dạng như thế này thì nó cũng có mô típ làm chung. Có nghĩa là ở dưới tử của chúng ta, ở dưới mẫu của chúng ta nó là sin x cộng cos x, và ở trên tử thì nó có bất kể một cái số nào đấy của sin x cộng cos x, chúng ta đều làm theo phương pháp này. Tất cả luôn nhá, thì nó đều làm theo phương pháp này, và đương nhiên tính mỗi thằng này ra nó rất là đơn giản rồi. Được chưa? Tính mỗi thằng này ra rất là đơn giản, và sau khi các bạn tính ra nguyên hàm rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái dự kiện này để chúng ta tìm ra cái C thôi. Đấy. Ok chưa? Đó chính là câu số 5 rồi nhá, là câu số 5. Đến đây thôi nhá, đến đây là được rồi, còn gì nữa, đúng không ạ? Sau đó thì còn lại với dự kiện này để chúng ta tìm C này, đúng. Được chưa? Tìm C ra, tính nguyên hàm của từng cái một ra. Có cần làm tiếp không? Ok, nào làm tiếp nào. Đến đây thì có phải là đúng bằng 3 phần 2 nhân cái gì nhỉ? Nhân x, đúng không ạ? Bởi vì sin x cộng cos x chia thằng này là hết rồi này, nó chỉ còn lại 3 phần 2. Và nguyên hàm của 3 phần 2 thì bằng 3 phần 2x, đồng ý chưa? Đấy, cộng với thằng này bằng gì? 11 phần 2 này, nhân len trị tuyệt đối của sin x cộng cos x này. Đấy, thế thôi. Trong bỏ cận vào cộng với C. Đấy, đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta tính nguyên hàm, đúng không ạ? Kết quả cuối cùng của chúng ta tính nguyên hàm nhá. Đến đây nhá. Tiếp theo là câu số 6. Câu số 6 đúng không ạ? Tính tích phân. Thằng này thì cũng thể dùng máy tính được nhưng mà thầy không khuyến khích đâu. Thằng này không khuyến khích đâu các bạn, bởi vì nếu dùng máy tính thì nó lại là ấy quá. Tích phân y bây giờ nó bằng từ 0 đến pi, đúng không ạ? Của 3x cộng 2 nhân cos bình x. Đấy, dx, được chưa? Dạng này bấm máy tính cho nhanh rủi thầy ơi. Thầy có tặng máy tính nữa không? Máy tính hôm trước tặng rồi, tặng 39 cái rồi nhá, tặng 39 cái rồi. 39 cái, sắp tới đợt tới thì thầy sẽ tặng tiếp một lần nữa nhá. Đăng ký 6 tháng mới được vào bạn ơi, đúng rồi. Lớp luyện đề của chúng ta đăng ký 6 tháng mới được vào nhá. Những bạn nào đăng ký từ đầu năm mà đăng ký 6 tháng thì các bạn mới được vào. Ok chưa? Nào câu số 6, nói chung là không chơi bấm máy tính đâu nhá. Đã học kiểu này đừng có chơi bấm máy tính. Chơi bấm máy tính không lên level đâu. Các bạn có thể dùng máy tính được nhưng nó chỉ là hổ mọc thêm cánh thôi. Là còn bây giờ chúng ta mà gọi là gì nhỉ? Con mèo bây giờ gặp mọc thêm cánh thì được gọi là gì à? Mèo bay à? Gọi là mèo bay à? Hôm nay chúng ta chữa hết không thầy? Chắc chắn là full được đấy. Thầy nghĩ là full được. Nó từ câu số 10 trở đi nó rất hay. Một số bạn là lúc nãy bảo là câu số 10 trở đi nó cực kỳ hay luôn. Sách thầy chưa đến với em. Bạn nào mà chưa đến thì chắc phải đợi một vài ngày nữa. Bởi vì hôm trước Tết thì có một số bạn nhận được rồi, nhưng một số bạn ở nhà xa quá. Xa quá. Thì bên Tết nó lại nghỉ, bên chuyển phát nhanh nó lại nghỉ. Thế mới khổ chứ lại. Ok chưa? Thầy ơi có bán máy tính không thầy? Ở chỗ em bán đắt lắm, đắt quá. Ngọc Hương Đỗ à? Thầy chỉ tặng thôi, không bán. Nói chung là hôm trước thầy đã nói rồi, thầy không thích tặng tiền mà thầy thích tặng hiện vật cơ. Thích tặng máy thôi, đúng không ạ? Hôm sau thầy sẽ tổ chức cho các bạn một số cái cuộc thi xếp hạng. Chúng ta sẽ thi xếp hạng theo đánh giá theo từng tháng một nhá. 2 tuần chúng ta thi một lần, và dự kiến rằng là đến cuối tuần sau chúng ta bắt đầu sẽ thi xếp hạng đợt tiếp theo rồi nhá. Thi xếp hạng tặng máy tính thì rất là trung thực luôn nhá. Trung thực, rõ ràng, khách quan, và sẽ liên quan đến cả cái học tập của các bạn nữa. Con trồn bay. Ok chưa? Thằng này không chơi bấm máy tính đâu nhá. Chơi mà bấm máy tính thì ông mà nào đi thi cứ lát vào bảo là nó không có câu nào bấm máy tính thì bắt đầu lại nằm ra lại chết thẳng cẳng luôn, là chết, đúng không ạ? Chúng ta có nhìn, không cần nói nhiều, chúng ta làm cho thầy như sau. Đầu tiên, nhiều bạn sẽ nghĩ đến việc là chúng ta phải dùng cái phương pháp thực phần, đúng không ạ? À, bởi vì sao? Thằng này nó là thuộc loại đa thức, đúng không ạ? Đấy. Thằng này nó là gì? Nó là lượng giác. Đấy, nó là lượng giác thôi. Có hai loại khác nhau trong một cái thì đa số đến 99% là dùng theo phương pháp gì các bạn nhỉ? Phương pháp thực phần. Nhưng cái quan trọng nhất
để chúng ta nhảy số trong tư duy trong bài này, đó là chúng ta không thể dùng từng phần đối với cốt bình x được. Chúng ta không thể, được chưa? Đấy, chúng ta không thể mà phải lượng, gọi là gì nhỉ, hạ bậc nâng cung trước, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ thấy cái công thức này này là sin bình x, gọi là công thức hạ bậc nâng cung đấy nhá. Nhân tiện đây thầy cũng nhắc lại các bạn luôn, ông nào mà yếu sinh lý thì các bạn nhớ cho thầy cái công thức này luôn này. Ok chưa? Sin bình x thì bằng 1 trừ cos 2x chia 2. Còn cos bình x thì bằng cái quái gì? Là bằng 1 cộng cho cos của 2x chia cho chia 2, nó có tên gọi của nó. Đây được gọi là công thức hạ bậc nâng cung. Ông nào yếu sinh lý thì các bạn nhớ phải nhớ luôn nhá. Đấy, tiếp là bài này các bạn phần về hạ bậc nâng cung trước đã, để chúng ta thay vào nhá. Chúng ta có y bây giờ nó bằng này. Đây là thầy dạy bản chất nhá, không chơi theo kiểu là ăn sổi đâu nhá. Dạy bản chất. Tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? Của 3x cộng 2 nhân cos bình x, tức là nhân cho thằng nào? 1 cộng cos 2 trên 2 đúng không ạ? 1 cộng cos của 2x mà tất cả chia cho chỉ cho 2. Tất cả dx đúng không ạ? Sau đó các bạn nhân phá ra thôi. Nhân phá ra thì rõ ràng là nó có thể có quyền tách ra thành hai cái các bạn ạ. Nó có quyền tách ra thành hai cái. Cụ thể như sau. Cụ thể này. Cái thứ nhất là nó sẽ tách ra thành tích phân từ 0 đến 1 của 3x cộng 2 tất cả chia 2 dx một cái, cộng với cái thứ hai là tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ, của 1 phần 2 đưa ra ngoài này, 3x cộng 2 nhân cos 2x đấy, dx, được chưa? Là chúng ta nhân phá ra thì nó sẽ được như thế này các bạn nhớ. Cái này các bạn phải tư duy đấy. Nhân phá ra đấy, cái này này, 3x cộng 2 nhân 1 đấy, cộng với 3x cộng 2 nhân cos 2x trên 2 nhá, 3x cộng 2 nhân 1 phần 2 và cộng với 3x cộng 2 nhân với cos 2x chia 2 thì nó sẽ được như thế này. Các bạn kiểm tra lại nhá. Và rõ ràng cái này các bạn hoàn toàn có thể tính được này. Cái này thì nó rất là đơn giản nhá. Cái này cực kỳ đơn giản luôn. Thế thì mà bằng gì nào? Bằng cái này các bạn tính này. 3x bình chia 4 đồng ý không ạ? 3x bình nguyên hàm nhá, chia 4 cộng với x tất cả cận từ 0 đến 1. Thằng này thì rất đơn giản rồi. Nhưng cái này này, cái này các bạn có thể đặt cho thầy y1 đi, chúng ta cần tính riêng ra nhá. Tính riêng thằng này ra. Đấy. Tính riêng thằng y1 này ra bằng chắc chắn là dùng phương pháp từng phần rồi. Và các bạn dùng cái gì nhỉ? Dùng múa cột đúng không ạ? Múa cột cực kỳ nhanh. Trong tất cả mọi loại từng phần thì múa cột cực kỳ nhanh và dễ hiểu đúng không ạ? Cận tứ từ 0 đến pi à? Ok, xin lỗi các bạn, pi mà đúng không ạ? Đấy, 0 đến pi. 0 đến p, dùng múa cột, chúng ta múa cột như sau. Múa cột này, đó là vẽ ra cho thầy một cái cột. Đây chính là u và chỗ này là dv đúng không ạ? Cột bên trái thì các bạn nhớ là trái với đạo lý, tức là trái là tính đạo hàm. Đấy các bạn nhớ nhá. Trái đạo lý tức là trái tính đạo hàm. Còn phải thì các bạn nhớ tính phải tính gì? Phải thì tính nguyên hàm đúng không ạ? Phải tính nguyên thôi, trái đạo và phải nguyên. Và chắc chắn là gì nhỉ? Dùng câu thần chú gì nhỉ? Các bạn nhớ không? Nhất nhất lô, nhì nhì đa đúng không ạ? Tam lượng và từ mũ, tam lượng và từ mũ. Đây chính là thứ tự ưu tiên để chúng ta đặt u. Thứ tự ưu tiên đặt u thì các bạn nhìn thấy thằng này có đa thức và có lượng giác thì chắc chắn là phải dùng cái thằng nào đặt bằng u đây. Nhất lô nhì đa tam lượng đúng không ạ? Đa thức đặt bằng u. Vậy thầy có thằng này là 3x cộng 2 đúng không ạ? Và thằng này nó chính là gì đây? DV của chúng ta nó chính là bằng cos 2x. Được chưa? Sai cận thầy sửa lại rồi mà. Đấy. Sai cận thầy sửa rồi mà đúng không ạ? Em đăng ký hết 1.000k được giảm 200k thì có được không ạ? Được nhá, vẫn được tặng khóa luận đề mà. Bạn PT Hiếu nhá. Được chưa? Nào tiếp tục nào, để chúng ta đi nhanh còn làm mấy câu sau nữa. Câu sau này mới hay này. Cái thầy đang giảng rất là chậm rãi chi tiết rồi đấy. Còn ông nào bây giờ yếu sinh lý là ấy, mấy câu sau này này hay này. Mấy câu sau này hay lắm các bạn ạ. Đều dùng tích phân hàm ẩn nó hay lắm. Được chưa? Nào đi nhanh nào, đến đây nhá. Đến đây thì các bạn phải tập trung vào để thầy giải nhá, đừng có hỏi lại mệt là mệt đấy. Thằng phải là tính nguyên, thằng trái thì đạo hàm. Đạo hàm của 3x cộng 2 thì có phải bằng 3 đúng không ạ? Đạo hàm một lần nữa thì nó bằng 0. Đấy. Thằng này nguyên hàm là bằng gì? Nguyên hàm của cos 2x thì phải bằng 1 phần 2 sin của 2x đúng không ạ? Và nguyên hàm tiếp thì bằng trừ 1 phần 4 nhân cos của 2x. Đồng ý chưa? Các bạn đánh chéo giúp thầy nhá. Đánh chéo giúp thầy đúng không ạ? Dấu cộng là trên, trừ, dưới và cộng ở trên. Sau đó thì các bạn suy ra luôn cho thầy là tích phân y1 của thầy bây giờ nó bằng gì? Thằng này nhân nhau là thầy có 3x cộng 2 đúng không ạ? Trên 2 nhân sin 2x cận tứ từ 0 đến pi một cái. Cái thứ hai là trừ thằng này với nhau. Trừ thành cộng luôn nhé. Cộng với tích phân từ cộng không có tích phân nữa mà cộng với 3 phần 4 luôn nhé. 3 phần 4 luôn. Đấy, nhân cos 2x cũng cận từ 0 đến pi
Được chưa? Ok chưa? Vẫn là bằng 3 phần 4 nhá. 3 phần 4. Đấy, thầy viết lại dưới này cho các bạn dễ nhìn này. 3x cộng 2 chia 2 nhân nhân sin 2x, đúng không ạ? Cận từ 0 đến pi này, cộng với 3 phần 4. Các bạn biết tại sao dấu cộng chưa? Chỗ này có dấu trừ và chỗ này có dấu trừ, đúng không ạ? Trừ với trừ thành cộng luôn nhá. Là cộng với 3 phần 4 nhân cốt của 2x cũng cận từ 0 đến pi. Được chưa? Nhiều bạn hỏi là có một cái cuối đâu? Cái cuối đoạn bản chất của chúng ta là phải có cái dấu nguyên hàm nữa. Nhưng vì không nhân thằng này có nghĩa là không có. Đồng ý không? Ok chưa? Xin 2x thầy. Ở đâu xin 2x nhỉ? À xin lỗi các bạn, xin 2x đúng rồi, nháo rồi các bạn. Ơ. Thằng này. Đánh chéo đây, thằng này đánh chéo đây, đúng rồi, xin lỗi các bạn nhá, xin 2x nháo rồi. Xin 2x đúng không ạ? Ok các bạn nhá. Sau đó các bạn thay vào thôi đúng không ạ? Thay vào chúng ta tính được mà, đến đây thì thay vào thôi. Và nhớ rằng thay cận trên trước, thay cận trên trước và thay cận dưới sau. Cận trên thì các bạn nhìn thấy này. Sin của 2pi thì bằng mấy? Bằng 0. Đúng không ạ? Vậy chúng tỏ là thay vào đây thì hầu như là bằng không hết các bạn này. Đúng không? Xin các bạn thay vào đây. Sin của 2pi bằng mấy các bạn nhỉ? Sin của 2pi bằng mấy? Bằng 0. Đấy, được chưa? Tức là thay cận trên vào và thay cận dưới vào thì nó bằng không hết. Thằng này bằng không hết này. Bằng không hết. Được chưa? Ơ, thằng này bằng không hết rồi các bạn. Thế này nó số đẹp quá. Đây là sin 2x đúng không ạ? Sin 2x. Đúng không nhỉ? Cái này với cái này, úi giời, nhiều ông lại bắt đầu lại nói sai với thầy rồi. Chỗ này phải cốt 2x mà. Cốt 2x cơ mà các bạn, cốt 2x cơ. Đấy, nhiều ông bây giờ lại nhắc nhưng mà lại nhắc sai đấy. Đúng không ạ? 3 phần 4 cốt của 2x cận từ 0 đến pi các ông ạ. À, lúc này ông nào bảo là nhắc lại sin 2x đấy. Được chưa? Cốt 2x đấy, có nhiều bạn bảo là nhắc đánh chéo này, rõ ràng có phải là ấy đâu, có phải lé đâu. Đúng không ạ? Và chúng ta thay cho thầy nhá. Cái đầu thì chắc chắn là bằng 0 rồi. Cái đầu của chúng ta là chắc chắn bằng 0. Chúng ta thay cái cận trên vào này. Cốt của 2pi là mấy? Là bằng 1. Tóm lại là bằng 3 phần 4. Được chưa? Cốt 0 thì cũng bằng 1. Ơ, thế thằng này là bằng 0 hết rồi các bạn. Cốt của 2pi. Đúng không ạ? Cốt của 2pi thì nó chính là bằng 1. Chỗ này cốt không cũng là bằng 1. À, thế thì nó bằng không hết rồi. Chứ 3 phần 4 nó bằng không hết các bạn ạ. Được chưa nhỉ? Cốt 2x đây rồi mà. Thầy phê cỏ rồi. Đấy, lúc nãy có bạn nhắc mà thành ra là nó lại hơi loạn một tí. Đúng không ạ? Kiểm tra lại một lần nữa nhá. Thằng này nhân thằng này này là bằng sin rồi. Đúng không ạ? Sin nhá. Vẫn là cận từ 0 đến pi. Được chưa? Tiếp tục. Chỗ này nhân thằng này là bằng trừ 3 phần 4, trừ trừ thành cộng, cộng 3 phần 4 cốt 2x. Đúng không ạ? Mà cốt của 2pi thì nó chính là bằng mấy? Là bằng 1. Đấy, cốt của 0 thì cũng là bằng 1, thì trừ nhau thì hầu như hết rồi. Đúng không ạ? Tức là kết quả cuối cùng chúng ta bằng 0. Nhưng mà nó còn lại một cái thằng nào? Cái thằng này, các bạn nhìn thấy thằng này không? Đấy, còn lại thằng này nữa. Y1 thì bằng 0 rồi, còn thằng này nữa mà. Đúng không ạ? Thằng này các bạn sẽ tính ra cho thầy bằng mấy nhỉ? 3x bình trên 4 cộng x các bạn thay vào đây thì nó sẽ còn lại là 3 phần 4 cộng 1. 3 phần 4 cộng 1 thì tóm lại là bằng mấy? Các bạn thay vào vẫn còn một cái này nữa nhá. Cái này vẫn còn một cái này nữa này. Đúng không ạ? Nó chính là bằng 7 phần 4. Đấy, nó chính là bằng 7 phần 4. Đúng không ạ? Xong nhá. Từ 0 đến pi, từ 0 đến pi cơ mà, đúng không phải là 0 đến 1 nhá, lại sai rồi, 0 đến pi, có nghĩa là bằng 3 pi bình trên 4 cộng với pi, đúng không ạ? 3 pi bình trên 4 cộng pi, đó là đáp án nào nhỉ? Đó là đáp án D nhá, đáp án D. Ok. 3 pi bình trên 4 cộng với pi, được chưa? Xong rồi nhá. Cái này là dùng phương pháp, cái này là các bạn nhớ cho thầy là nó phải là hạ bậc nâng cung. Đúng không ạ? Hạ bậc nâng cung. Đấy. Trước khi mà chúng ta dùng theo phương pháp thực phần thì phải hạ bậc nâng cung đã. Được chưa? Cốt mũ 2x mà thầy. Đâu? Lại nhầm hàng rồi. Cốt 2x không à? Đã bảo hạ bậc nâng cung thì nó lại còn lại cốt 2x mà. Sao lại cốt mũ 2x được? Cái cốt bình x này này, nó đã hạ bậc nâng cung là thành là 1 cộng cốt 2x trên 2, là sử dụng cho thầy cái công thức lượng giáp rồi đấy. Chứ không phải là cốt mũ 2x. Các bạn nhớ rõ chưa? Đây là cốt 2x. Đấy. Đồng ý nhá. Đây không phải là mũ 2 đâu các ông ạ. Đồng ý chưa? Cốt mũ 2x đã hạ bậc nâng cung rồi. Bạn Minh Nguyễn Anh Võ nhá. Minh Nguyễn Anh Võ là Võ Nguyễn Anh Minh đấy.
Được chưa? Là câu số số 6, đó chính là đáp án D. Đề này nhiều câu giống hôm qua thầy ạ. Không, không phải là giống mà là một số câu chúng ta chưa chữa nha, chưa chữa. Đấy, được chưa? Chưa chữa, chưa không phải là giống. Ok chưa? Có thằng này đúng không ạ? Còn một thằng này nữa. Thằng này nữa. Nào, tích phân từ 1 cho đến e của gì? Ln x tất cả trị x nhân ln x cộng 2 tất cả bình dx. Được chưa? Và nó có kết quả này, có kết quả bằng ln a cộng b, ln a cộng cộng b. Đó, ln a và cộng trừ b đúng không ạ? Và khẳng định nào sau đây là đúng? Khẳng định nào sau đây là đúng? Được chưa? 7D à? 7D, 7B, úi trời ơi. Bạn Minh Nguyễn anh Võ giờ mới đúng. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp nào. Các bạn chú ý cho thầy này. 7A chớ, 7 câu A hay là câu D nó đều đúng. Hai câu này nó đều đúng hết. Được chưa? Hạ bậc nâng cung có nghĩa là gì? Từ cung x nó lên nâng lên 2x gọi là nâng cung. Hạ bậc có nghĩa là gì? Là từ bậc 2 nó trở về bậc 1 thì gọi là hạ bậc nâng cung. Được chưa? Câu 7 thì đáp án A hay đáp án D đều đúng hết. Nào, cụ thể như sau. Riêng cái bài toán tích phân này thì các bạn nhìn ngay và luôn cho thầy là nó có chứa len, đúng không ạ? Nó có chứa len. Nhưng mà thằng này không phải là vì là phương pháp từng phần. Vì sao biết không phải là phương pháp từng phần? Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là nó có 1 trên x dx, đúng không? Nó sẽ có trong bài này nhá. Trong đề bài thì các bạn nhìn thấy rằng là có 1 trên x dx, đúng không ạ? Đấy, cái này là cái điểm mấu chốt để chúng ta biết rằng là có chứa len là làm theo phương pháp từng phần hay là phương pháp đổi biến. Ok chưa? Và trong bài này không phải là từng phần mà chúng ta phải dùng phương pháp gì các bạn nhỉ? Đổi biến. Đấy, phải đổi biến. Đổi biến có nghĩa là gì? Là phải đặt một thứ bằng t. Đặt một thứ bằng t. Trong bài này chúng ta không phải đặt ln x bằng t mà thầy đã dạy cho các bạn rồi. Đối với cái phương pháp đổi biến thì cái thằng nào phức tạp thì chúng ta đặt bằng t. Đúng không ạ? Ok chưa? Vậy chúng ta có đặt cái ln x cộng 2 này này thì đặt bằng t. Đó, đặt ln x cộng 2 đặt bằng t. Nhiều bạn hỏi là thầy ơi, bài này em đặt ln x bằng t có làm ra được không? Thì thầy trả lời là vẫn làm được nhá. Ok, vậy chúng ta có cho thầy như sau. Sau khi đặt ln x cộng 2 bằng t thì rõ ràng các bạn để nhìn cho thầy này, thằng này nó chính là t bình đúng không ạ? Thằng này nó chính là t bình này. Đấy, được chưa? Sau đó thì chúng ta còn một cái là ln x này nữa nhá. Các bạn nhìn thấy ln x không? Ln x thì chắc chắn là chúng ta phải suy ra thầy ln x nó chính là bằng gì các bạn nhỉ? Là bằng t trừ 2. Được chưa? Sau đó chúng ta có 1 trên x dx, tức là 1 trên x nhân dx thì nó cũng chính là bằng dt luôn. Đấy, các bạn nhớ thầy, đóng khung ba thứ này lại cho thầy này. Đóng khung ba thứ này lại cho thầy. Sau đó thì đổi cận thôi. Nhớ là trong cái phương pháp đổi biến thì bắt buộc phải đổi cận nhá. Ok, chúng ta đổi cận như sau. Đổi cận nào? Chúng ta có x và t đúng không ạ? X chạy từ 1 đến e thì t của thầy nó sẽ chạy từ mấy nhá? Từ 2 cho đến 3 đúng không ạ? Ok chưa? Đấy. Thầy ơi, bài vi phân được không ạ? Đây không phải là vi phân, đổi biến thôi mà. Vi phân thực ra thì vẫn có thể làm được, nhưng trong bài này chúng ta cứ tự tin đổi biến là nó sẽ được ngay thôi. Không nhất thiết phải vi phân đâu, bởi vì đổi biến cũng ngắn mà. Vậy chúng ta có tích phân bây giờ. Nhớ là chúng ta đã đổi cận rồi, không phải là cận từ 1 đến e nữa, mà nó phải đi theo cận mới, tức là cận từ 2 cho đến 3. Được chưa? Từ 2 cho đến 3. Đấy, đồng ý chưa? 2 đến 3 của cái gì? T trừ 2 đúng không ạ? Này, các bạn nhìn thấy ln x không? Cái này đừng có hỏi vì sao nữa nhá. Thế vào thôi. Ln x có phải bằng T trừ 2 đúng không? Thế vào đây. Đấy, là T trừ 2 đúng không ạ? Ln x cộng 2 tất cả bình. Ln x cộng 2 tất cả bình nó chính là bằng T bình. Được chưa? Được chưa? Và còn thêm một cái nữa thì các bạn nhớ cho thầy đó là dx trên x. Các bạn nhìn thấy không? Dx trên x thì nó chính là gì? Nó chính là... Đây, dx trên x nó chính là dt đúng không ạ? Đấy, dt. Và làm bài này thì nó là quá đơn giản rồi đúng không ạ? Chúng ta tách ra thành hai cái con thôi, là tích phân từ 2 cho đến 3 của 1 trên t đúng không ạ? Và trừ 2 phần t bình. Được chưa? Dt. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tính từng cái một ra nhá. Nguyên hàm của 1 trên t là bằng len trị tổ đơn của t luôn. Đấy, nguyên hàm của thằng này thì có phải là bằng t mũ trừ 2 đúng không ạ? T mũ trừ 2 thì các bạn nhớ này, đó t mũ trừ 1 chia trừ 1, tức là nếu ông nào nhảy số nhanh thì có nghĩa là bằng cộng với 2 phần t cận từ 2 đến 3, đóng ngoặc lại như thế nhá. Đấy, nhảy số nhanh đấy, bởi vì tính nguyên hàm của 2 trên t bình thì bằng 2 trên t. Đấy, được chưa? Nguyên hàm á, t mũ trừ 2 cộng 1 là bằng t mũ trừ 1 trên trừ 1. Được chưa? Và nó các bạn thay vào thôi, là len của 3 này và cộng với 2 phần 3 là thay cận trên.
trừ cận dưới, tức là len của mấy các bạn nhỉ? Len của 2 mà cộng cho 1. Đấy, và từ đấy chúng ta có thể suy ra cho thầy đó là 3 và 2 là len của 3 phần 2, đúng không ạ? Trừ nhau mà. Len 3 trừ len 2 các bạn nhìn thấy không? Len 3 trừ len 2 thì bằng len của 3 phần 2. 2 phần 3 trừ 1 thì bằng trừ 1 phần 3. Đấy. Xong chưa? Xong chưa? Chúng ta biết được ngay mà nhỉ? Là A của chúng ta bằng mấy? A của chúng ta là bằng trừ 1 phần 3. Đấy, và B của chúng ta hình như bằng 3 phần 2. Các bạn kiểm tra lại chúng ta nhé. A bằng trừ 1 phần 3 và B bằng 3 phần 2. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Len A cộng với B. Len A cộng với B là len A. A của ta bằng 3 phần 2, đảo là A nhá. Và B, đấy. Len A là thằng này này. B của chúng ta là bằng 1 phần 3, trừ 1 phần 3. Được chưa? B bằng trừ 1 phần 3 và A của chúng ta bằng 3 phần 2. Nhân hai thằng này lại với nhau thì chứng tỏ là đáp án A. Các bạn thay vào đáp án A hay là đáp án D đều đúng hết nhá. Hai đáp án này nó đều đúng hết. Được chưa? Các bạn thay vào đây thì nó đều đúng hết. Được chưa? Các bạn nhớ lại đây này, B của chúng ta bằng trừ 1 phần 3 nhá. A bằng 3 phần 2. Đồng ý chưa? A bằng 3 phần A bằng 3 phần 2. Đấy, B bằng trừ 1 phần 3. Ok. Tiếp tục nhá. Câu số 7 đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy là câu số 8. Câu số 8. Bạn nào làm xong câu số 8 chưa? Đây là đề của trường chuyên Trần Phú, chắc là ở trường ở Hải Phòng đúng không các bạn? Bạn nào có bạn nào ở đây Hải Phòng không? Có bạn nào ở đây làm ở học ở Hải Phòng không các bạn ơi? Đây là đề của trường chuyên Trần Phú, hình như là của Hải Phòng. Đấy, biết tích phân này nó bằng một đống cái này các bạn nhìn thấy. Đây cũng chính là một dạng rất hay thi trong năm 2019 của chúng ta. Đó chính là tích phân có 3 ẩn đúng không ạ? 3 tham số 3 ABC. Đấy, thì người ta gọi toẹt luôn là gọi là 3 ẩn đấy. Đấy, gọi là 3 ẩn đấy có gì nữa. Với ABC là các số hữu tỉ. Trong đó tính thằng này. Đấy, tóm lại là bài này thì các bạn đừng quá quan tâm vào cái số ABC này làm gì cả. Nhiều bạn yếu sinh lý lại bảo vào đây bảo là tượng bài khó, nhưng thực ra thì nó lại vô cùng dễ nha. Thầy muốn nhấn mạnh cho các bạn một lần nữa là vô cùng dễ. Đấy, nó chỉ có tính toán thôi các bạn. Thực ra bài này nó cố tình là nó cho số xấu nhá, cố tình là nó cho số xấu để các bạn gọi là yếu sinh lý thôi. Còn hoàn toàn là làm chúng ta làm được. Và cụ thể cách làm bài này là như thế nào? Chúng ta có y bằng tích phân từ 1 cho đến 2, đúng không ạ? Của x này chia cho 3x mà cộng căn bậc 2 của 9, x bình trừ 1, đóng ngoặc lại dx, đúng không ạ? Được chưa? Ok chưa? Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm A, tìm B, tìm C. Tóm lại là tính tích phân thằng này thôi. Đấy, tính tích phân thằng này thôi. Ok chưa? Vậy trong bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn chú ý rằng là nếu ông nào mà cứ cắm đầu cắm cổ và đặt thằng này bằng T là sai ngay. Bài này không phải là đặt bằng T. Mà gì? Mà chúng ta bắt buộc phải liên hợp. Dấu hiệu của liên hợp là các bạn phải chú ý cho thầy hai thằng này các bạn này. Nếu cái này bình phương lên, các bạn nhìn thấy bình phương lên bằng 9x bình đúng không ạ? Và toàn bộ thằng này bình phương lên thì nó cũng chính là mất dấu căn đi. Tức là nó vẫn còn lại là 9x bình trừ 1. Đấy. Được chưa? À, tức là lấy hai thằng này bình phương nó trừ nhau thì nó còn lại đúng là 1 luôn. Đó là dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nghĩ đến việc là liên hợp. Liên hợp có nghĩa là nhân đồng thời cả từ cả mẫu cho cái biểu thức đối của nó. Ví dụ chỗ này là dấu cộng này thì các bạn nhân với dấu trừ là được thôi. Cụ thể như sau, các bạn nhìn thấy này, bằng này, tích phân vẫn là từ 1 đến 2 nhé, đừng động chạm vào cái kích cận của nó. Nào, phân số ở dưới mẫu thì các bạn nhìn thấy 3x này đúng không ạ, cộng căn bậc 2 của 9x bình mà trừ 1. Đấy, đây là dấu cộng rồi. Thì nhân liên hợp có nghĩa là gì? Là nhân cho một biểu thức đối của nó, là nhân cho dấu trừ. Chỗ này dấu cộng thì nhân dấu trừ, mà chỗ này dấu trừ thì là nhân thêm dấu cộng nhá. Và thầy sẽ có này, chỗ này là 3x đúng không ạ, trừ căn bậc 2 của 9x bình mà trừ 1. Đấy, nhớ nhá, đây dấu cộng thì phải nhân cho dấu trừ. Tại sao chúng ta phải nhân như thế này? Để nó xuất hiện hằng thức là a cộng b và nhân cho a trừ b. Đồng ý không ạ? Xong chưa? Và nhớ rằng là trên tử bây giờ chúng ta là x đúng không? Và nhớ là phải nhân thêm, bởi vì nhiều bạn bảo nhân mỗi mẫu mà tử không nhân là sai ngay, mà phải nhân là nhân cái cả gì nhỉ, cả tử và mẫu. Tức là trên tử của chúng ta vẫn là 3x đúng không ạ, trừ căn bậc 2 của 9x bình này trừ 1 này. Đấy, xong chưa? Dx nữa nhá. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn cùng nhảy số như sau. Cùng nhảy số này. Thằng này thì làm sao? Thằng này thì làm sao? À, nó là bằng A bình. A bình nó bằng 9x bình đúng không ạ? Các bạn nhìn nhầm nhá, nhầm luôn nhá. A bình nó chính là bằng 3x tất cả bình đấy. Thì bằng 9x bình.
trừ b bình, b nó chính là có chứa trong căn, thì bình phương lên thì nó có phải là 9x bình mà cộng 1 đúng không ạ, trừ 1 đi. Đấy, chưa phá ngoặc, thì phá ngoặc ra thì nó còn lại là một duy nhất thôi. Vậy chứng tỏ toàn bộ cái mẫu của chúng ta toàn bộ cái mẫu của chúng ta có đúng bằng 1 không, đúng không ạ? Và tích tử của chúng ta thì nó chính là còn lại toàn bộ thằng này, tức là bây giờ nó là tích phân từ 1 cho đến 2 của x nhân 3x trừ căn bậc 2 của 9x bình trừ 1. Đấy, nó chỉ còn lại mỗi phần tử thôi. Đấy, hiểu chưa? Đã biết vì sao là chúng ta đã biết rằng là nó mất đi cái mẫu chưa? Bởi vì cái mẫu của nó là gì? Là 1, đúng không ạ? Mẫu của nó là 1 thì chúng ta có thể là bỏ luôn được. Ok chưa? Đấy, dấu hiệu nhận biết nhá, thằng này là có dấu hiệu nhận biết, có nghĩa là thằng này bình phương mà trừ thằng này bình phương thì nó mất hết đi, nó còn lại mỗi số thôi. Đó là dấu hiệu để chúng ta biết chắc chắn 100% thằng này, bài này, thằng này nó chỉ có dùng duy nhất một cách, đó là dùng phương pháp liên hợp, cách khác không thể nhá. Được chưa? Và đến đây tính thằng này nó quá là easy luôn. Không liên hợp đặt T được không mọi người? Không được. Đặt T thì có làm mà thiết nguyên tiêu sau cũng không ra được nhá. Bài này bắt buộc phải liên hợp. Bài này nếu đặt tầng T rất khó, không thể nhá. Để đến đây thì các bạn có thể có quyền tách ra rồi đúng không ạ? Chúng ta tách ra thành 1 đến 2 này. Thằng này nhân vào là bằng 3x bình đúng không ạ? Trừ từ 1 cho đến 2 của x nhân căn bậc 2 của 9x bình trừ 1 nhân dx. Ok chưa? Đến đây thì phải hiểu đấy nhá. Đến đây thì phải hiểu đấy. Đến đây đừng có hỏi nữa, lại buồn cười. Đúng không ạ? Ok, vậy cái này nó chính là bằng x mũ 3 này, có cận từ 1 cho đến 2 này đúng không ạ? Vậy thằng này là gì ạ? Tích phân là vẫn từ 1 đến 2 thôi. Bây giờ nên dùng cái này thì nếu như ông nào mà làm chưa quen thì các bạn có thể dùng theo phương pháp đổi biến. Còn nếu như làm quen rồi thì chúng ta nên làm theo phương pháp gì các bạn nhỉ? Là vi phân, đúng không ạ? Và vi phân cụ thể nó như sau. Vi phân này, cái này nhá, cái này dùng theo phương pháp vi phân nhá. Phương pháp gọi là vi phân. Đấy, vi phân đổi biến ấy cụ thể như sau. Các bạn nhìn thấy này, cách thầy làm nhá, đến với cái này chắc chắn là chậm rãi rồi. Các bạn nhìn thấy căn bậc 2 của 9x bình trừ 1 đúng không ạ? Căn bậc 2 của 9x bình trừ 1 thì có phải là bằng 9x bình trừ 1 tất cả mũ 1/2 đúng không ạ? Căn bậc 2 thì là mũ 1/2. Căn bậc 3 thì là mũ 1/3. Đấy, được chưa? Tiếp theo, cái x này bây giờ nó đi đâu? Cái x này bây giờ nó phải đưa vào trong D để sưởi ấm cho nó, đúng không ạ? Đưa vào trong D. Đấy, đưa vào trong D thì các bạn nhớ là phải xuất hiện đúng thằng này. Có nghĩa là phải là bắt buộc D của 9x bình trừ 1. Bắt buộc luôn nhá. Đấy, như bạn hỏi tại sao lại bắt buộc, bởi vì nó phải, các bạn đến lúc mà các bạn phải tưởng tượng thằng này là T mũ 1/2 thì chỗ này phải bắt buộc phải DT. Đấy, các bạn tưởng tượng thôi chứ không phải là đặt. Sau đó thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào. Thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào, đúng không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thế này. Nếu như các bạn làm ngược lại, D của 9x bình cộng 1, các bạn nhìn làm nó nháp nhá này. D của 9x bình cộng 1 trừ 1 đi thì có phải là bằng 9x bình trừ 1 tất cả phẩy nhân DX, đúng không ạ? Đúng chưa? Và nó chính là bằng mấy? Là bằng 18x nhân dx. Đấy, tức là chúng ta so sánh thằng này với thằng trên thì nó đang thừa đi 18, đúng không ạ? Thì có nghĩa là chúng ta phải bớt đi 18 thôi, là nhân cho 1/18 ở ngoài. Đấy, nhân cho 1/18 ở ngoài. Đây được gọi là phương pháp vi phân. Được chưa? Nếu bạn nào chưa quen thì các bạn nhớ làm ngược lại thì nó vẫn ra ở trên mà. Làm ngược lại đi, phá thằng này ra thì có phải là bằng 18x đúng không? Chỗ này là 1/18 thì 18 với 18 nó đúng hết nhau chưa? Tiệt tiêu với nhau chưa? Nó còn lại là x nhân căn. Đấy. Ok. Và đến đây thì chúng ta có thể suy ra luôn nhá. Cái này bằng mấy nhá? 8 đúng không ạ? 8 trừ 1 là bằng 7 này. Chỗ này bằng mấy? Trừ 1/18 này đúng không ạ? Số thì không liên quan. Cái này các bạn không phải đặt mà các bạn tưởng tượng ra cho thầy là chỗ này là T mũ 1/2 và chỗ này là DT. Đấy, công thức cơ bản thì số mũ vẫn tăng thêm 1 và chia chính số mũ đấy, tức là T mũ mấy nhỉ? 3/2 đúng không ạ? Chia cho 3/2 là nhân cho 2/3 đây luôn. Đấy, cận từ mấy nhỉ? Từ 1 cho đến 1 đến 2. Được chưa? Và các bạn thay số vào cho thầy nhá. 7 này trừ đây này. Thay cận trên vào thì nó bằng gì nhỉ? Thay vào nhá. Là bằng 1/18 mà trừ cho cái thằng này bằng mấy nhỉ? Số xấu nhỉ? 2/2 mấy các bạn nhỉ? Các bạn kiểm tra giúp thầy xem là bằng mấy nhá. Nó số xấu thế. 1/18 này đúng không ạ? Nhân 2/3 này, nhân cho 2 mũ 3/2. Đấy, được chưa? Trừ cho thằng cận dưới, trừ thằng cận dưới có nghĩa là dấu cộng luôn nhá. Dấu cộng luôn. Cộng cho 1/18 nhân 2/3 và nhân 1 luôn. Đấy. Đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sử dụng máy tính thì nó sẽ ra ngay. Đúng không ạ? Xong chưa? Đến đây nhá. Đến đây thì các bạn sẽ làm cho thầy thôi, bấm máy tính là chúng ta có thể ra ngay thôi đúng không ạ?
Đến đây đã xong chưa? Ok nhá, đến đây là đã xong rồi đúng không ạ? Rồi sau đó thì các bạn có thể chuyển đổi cho thầy nhá, tự chuyển đổi giúp thầy nhá. Hình như là kết quả của nó bài này hình như là nó bằng bằng trừ 1 phần phần 9. Được chưa? Trừ 1 phần 9. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nhanh nhá. Câu số 9, câu số 10. À đến câu số 10 bắt đầu thấy hay rồi các bạn. Câu số 10, câu số 11 rất nhiều câu hay. Nào, chúng ta đi nhanh nào, câu số 9. Câu 9. Bạn Thư Huỳnh bảo là ai ở Quảng Nam mai đi chơi với tao đi. Hay quá. Ok, vậy chúng ta có thể như sau. Y của chúng ta nó chính là bằng ôi trời, số này nó rất là dài đúng không? Gần bằng số nào trong nhất trong các số sau. Bài này có thể dùng bằng máy tính được, nhưng mà cũng nên đặt một chút đã đúng không ạ? Thầy sẽ làm ngắn gọn cho các bạn như sau. Các bạn đọc theo thầy nhá. Đề của trường chuyên Hùng Vương Gia Lai. Đấy, bạn nào ở Gia Lai không? Chúng ta có 1 chia cho mấy nhỉ? Căn bậc 3 của 6. Ôi trời, số xấu đúng không ạ? Chỗ này là 9 chia cho mấy nhỉ? Căn bậc 3 của 4. X bình nhân sin của cái gì đây? Pi x mũ 3 nhân e mũ cốt của pi x mũ 3 đúng không ạ? D x. Được chưa? Thực ra thì bài này vẫn là nhạt đúng không ạ? Rõ ràng là bài này chúng ta đổi biến một tí xong bấm máy tính thôi. Thằng này thì bởi vì người ta bảo là số gần bằng mà. Thậm chí bạn nào dùng máy tính bấm được ra, máy tính xịn còn bấm được ra số gần bằng cơ. Đấy, nhưng mà cái này thì thầy có thể hướng dẫn sơ qua cho bạn đối với bài này. Bởi vì cái phần chủ đạo của chúng ta là từ câu số 10 cơ. Đấy, từ câu số 10 mà mới là gọi là phần chủ đạo. Thằng này thì chắc chắn là các bạn nên đặt ẩn phụ cho một chút là đặt pi x mũ 3 đặt bằng t. Ok chưa? Em muốn vào nhóm luyện đề thầy ơi. Nhóm luyện đề của chúng ta thì sẽ bắt đầu vào tầm khoảng tuần sau. Đấy, tuần sau nhá. Tuần sau bắt đầu chúng ta sẽ khởi động vào tối chủ nhật hàng tuần là khởi động khóa luyện đề luôn nhá. Chúng ta mỗi tuần ít nhất là một đề, sau đó sẽ tăng tần suất lên một tuần 2 đề, một tuần 3 đề, một tuần 4 đề vân 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 vân. Đấy, đến lúc mà gần thi hầu như là ngày nào cũng làm đề. Đấy, cho nó nhanh. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có cho thầy này. Pi x mũ 3 bằng t thì có nghĩa là chúng ta phải vi phân nó lên đúng không ạ? Vi phân nó lên nó chính là gì đây? À, d của pi x mũ 3 thì nó chính là bằng d, dt. Và từ đấy chúng ta có là 2 pi x bình dx thì bằng dt thôi nhá. Đấy, và từ đấy chúng ta suy ra cho thầy cái điều chốt hạ là cái thằng x bình này, x bình dx thì nó có phải là bằng dt chia cho 2 pi. Đấy, cái này là cái chốt hạ của chúng ta. Các bạn đóng khung lại cho thầy nhá. Ok. Rồi, các bạn nhìn thấy thằng này là sin t này đúng không? E mũ cos t này. Và dt đúng không ạ? Các bạn đổi cận nữa là được thôi đúng không ạ? Để đổi cận này. Đổi cận nhá. Đổi cận ở đây chúng ta có cận x và cận t. X của chúng ta là bằng thằng này là 1 chia cho căn bậc 3 của 6 đến 9 chia căn bậc 3 của 4. Đúng không ạ? Sau đó các bạn thay vào xem là nó bằng bao nhiêu nhá. X mũ 3 lên thì nó bằng mấy nhỉ? Là bằng pi trên 6 này. Đấy, pi trên 6, được chưa? Chỗ này mũ 3 lên bằng mấy nào? Mũ 3 lên chúng ta sẽ có đó là 9 mũ 3 đúng không ạ? Và chia cho 4 bằng mấy nào? 729 phần 4 pi. Ôi số to thế, 729 đấy phần 4 pi đúng không ạ? Được chưa? 9 chia căn bậc 3 của 4 thì mũ 3 lên mà. Mũ 3 lên thì thằng này là bằng 4 này, 9 mũ 3 lên. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tích phân trên của thầy nó chính là bằng tích phân từ pi trên 6 cho đến 729 pi phần 4. Đúng chưa? Tiếp tục này. X bình dx, x bình dx thì nó sẽ ghép hai thằng này lại với nhau, nó chính là dt chia 2 pi. Cái này nó chính là bằng sin t này. Đấy, sin t. Đúng không ạ? Sin của t nhá. Đấy, sin t nhân e mũ gì? Em mũ cốt t đúng không ạ? Và dt chia 2 pi. Được chưa? Cái này thực ra làm tay còn được nữa là còn gì nữa. Sau lại là 2 pi ạ. À số 3 pi chứ nhỉ? 3 pi chứ, xin lỗi, 3 pi. Rồi, 3 pi các bạn nhá. 3 pi dt chia 3 pi thôi. Đấy. Dt chia 3 pi, đúng rồi, 3 pi x bình. 3 pi x bình dt chia 3 pi. Cái này các bạn có thể sử dụng máy tính luôn. Còn nếu như ông nào mà làm thì chúng ta có thể biết được ngay chắc chắn 100%. Đó chính là phương pháp gì các bạn nhỉ? Là vi phân. Đúng không ạ? Cụ thể như sau. Thầy làm các bạn làm bằng tay luôn cho nó máu lửa nhá. Làm bằng tay cho nó máu lửa luôn này. Đó là 1 phần 3 pi các bạn vứt ra ngoài. Được chưa? Trong ngoặc sẽ còn lại là gì? Đây vẫn là cận từ pi 6 này. Đến 729 pi chia 4.
Đồng ý không ạ? Cận thì động chạm gì nữa, đổi cận xong rồi mà. Đấy. Rồi, e mũi gì? E mũi cốt T. Đó, vẫn như thế. Các bạn nhìn thấy không? Cái sin T, đây là sin T đúng không ạ? Thầy vứt vào trong D. Sin T vứt vào trong D thì có phải là bằng D của gì các bạn ạ? D của trừ cốt T. Đúng chưa? Tức là thầy bỏ dấu trừ ra ngoài thì nó cũng chính là bằng D của cốt T luôn. Đó, D của cốt T luôn. Được chưa? Nó giống như kiểu MUDU vậy, và nó cũng chính là bằng, nguyên hàm của nó vẫn là bằng bằng MU, tức là cái thằng này là bằng trừ 1 phần 3 pi nhân MU cốt T cận từ pi trên 6 đúng không ạ? Đến 729 pi chia 4. Được chưa? Đây đây xong rồi còn gì nữa? Đấy đây là xong rồi, tất cả đều xong rồi nha. Chúng ta chỉ cần thay cho thầy cái số cận trên và thay cận dưới vào là xong thôi. Nào, đến đây thì các bạn thử thay cho thầy nhá. Các bạn tự tay được, đến đây có tự tay được không nhỉ? Đây là phải bấm máy tính nhá. Tự thay nhá. Tự thay và sau đó sẽ đọc cho thầy kết quả của các bạn xem là như thế nào nhá. Thầy để nguyên chi đây cho các bạn này. Ok chưa? E mũ cốt T, D cốt T thì giống như kiểu là E mũ U, DU vậy. Là E mũ U, DU thì nguyên hàm của nó chính là bằng chính nó luôn. Là bằng E mũ U. Ok. Thầy viết đẹp lên tí à? Ôi trời đẹp thế này còn gì nữa. Sao có trừ 1 phần 3 pi thầy? Đây, DT trên 3 pi đây em này. DT trên 3 pi, 3 pi là một số thì thầy sẽ đưa ra ngoài. Đấy, thì thầy sẽ đưa ra ngoài được là bằng 1 phần 3 pi. Được chưa? 1 phần 3 pi. Chỗ này là D của trừ, D của cốt T. Thì đạo hàm nó ra thì có phải bằng gì? Bằng trừ sin T. Đúng không ạ? Đây, tức là bỏ dấu trừ đây nữa. Nhá. Đó chính là câu số 9. Đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án gì? Các bạn nhớ cho thầy câu số 9, các bạn nhớ đáp án gì không? Ba đáp án này nó đều na ná giống nhau. Nhưng đó là lý do tại sao trong bài này chúng ta cần phải tính chính xác. Thì đáp án của nó hình như là nó là đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án C. Sao sin T mất vậy ạ? Sin T đâu? Sin T đã đưa vào trong D rồi em ạ. Em làm ngược lại thì suy ra ngay nhá. Đây, nếu bạn nào chưa hiểu đúng không ạ? Thì các bạn khai triển thằng này ra. Nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn khai triển thằng này ra cho thầy. Chúng ta có D của cốt T thì có phải là bằng cốt T đạo hàm nhân nhân DT đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đạo hàm cốt T thì có phải đúng bằng trừ sin T không? DT đúng không? Lắp thằng này vào đây. Thì nó đúng bằng kết quả đề bài ở trên. Lắp vào. Nhá. Đó. Sao không đặt được T bằng cốt của pi x mũ 3 vậy thầy? Được mà, nói chung là vẫn được, nhưng mà chúng ta phải căn cứ với thằng x bình này nữa em này, bởi vì nó còn một cái thằng lẻ loi là x bình này nữa. Nhá. X bình dx này nữa, đặt làm sao để tí nữa vi phân ra nó sẽ xuất hiện x bình dx. Đó là lý do tại sao chúng ta trong bài này phải đặt thằng pi x bình, pi x mũ 3 bằng t. Để làm sao? Để tí nữa vi phân ra nó sẽ xuất hiện x bình dx. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chỗ thầy cái phần hay ho nhất. Đúng không ạ? Hay ho nhất. Đó chính là cái thằng liên quan đến tích phân hàm ẩn. Thầy cho nhiều đề của các trường tổ chức trường đi thầy. Được. Sang tuần sau bắt đầu chúng ta sẽ chiến đấu rồi nhá. Tuần sau bắt đầu chúng ta chiến đấu. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy cái phần hay lạ khó rồi nhá. Chúng ta sẽ chuyển từ câu số 10 là đến phần hay cộng lạ rồi, cộng khó rồi nhá. Được gọi là tích phân hàm ẩn. Tất cả những thằng này đều gọi là tích phân. Đấy, hàm ẩn đúng không ạ? Hàm ẩn. Và chắc chắn là làm những thằng này đều dạng là đều từ 8 cộng trở lên rồi. Tất thằng này đều là từ 8 cộng. Ok chưa? Là từ từ câu số 10. Không biết là câu số 10 các bạn làm như thế nào nha. Bây giờ thì thầy sẽ dạy cho các bạn. Nếu bạn nào đã theo dõi livestream của thầy ở cái phần 1 ở buổi ngoài thì các bạn cũng có thể hiểu được nôm na là cái thằng tích phân hàm ẩn là nó là như thế nào rồi. Các bạn bắt buộc phải hiểu được cho thầy cái thằng tích phân hàm ẩn đấy nhá. Em bỏ môn văn dành hết thời gian cho thầy luôn á. Đợi ăn sô cô la của thầy. Ok, thầy sẽ gửi tặng bạn Phạm Huyền nhá. Anh em cho thầy một like được không? Được chưa? Nào, trước khi đến về tích phân hàm ẩn thì thầy muốn nhắc cho các bạn một lần nữa này. Sang tuần em kiểm tra chương OIZ thứ sáu mình học luôn được không? Được, thứ sáu này chúng ta sẽ học OIZ buổi thứ hai, đều có file PDF này các bạn nhá. Đáp án thì thầy cũng sẽ đăng lên cho các bạn thôi. Ok, nào, tích phân hàm ẩn. Thằng này là để chinh phục 8 cộng đây. Ông nào bây giờ muốn mục tiêu của mình là 8 điểm trở lên thì các bạn bắt buộc phải xem cho thầy. Thậm chí những ông nào mà đặt mục tiêu 7 điểm thì các bạn cũng có thể nên xem. Bởi vì theo thầy nhận định và đánh giá thì thằng này còn dễ hơn so với việc là mấy cái câu trên.
Đấy, ok chưa? Mút thôi đúng không ạ? Như bạn bảo là mút thôi. Thầy thì gọi là xúc luôn, đúng không ạ? Xúc luôn. Nào, bây giờ thì các bạn chú ý thầy như sau, câu số 10. Đầu tiên câu số 10 nhá. Cho hàm số f(x) liên tục trên r, thằng này là câu thừa thãi rồi. Câu này các bạn đừng có quá quan tâm làm gì cả. Cho hàm số f(x) liên tục trên r, câu này là câu thừa thãi thôi nhá, không cần phải quá quan trọng hóa vấn đề gì này làm gì cả. Nhưng đối với cái phần tích phân hàm ẩn thì người ta cho cái gì và người ta hỏi cái gì thì các bạn bắt buộc phải ghi vào. Lại ghi vào cho thầy này. Đây. Đúng không ạ? Cho thằng này thì các bạn ghi vào là tích phân từ 0 đến đến 2 đúng không ạ? X này nhân cho gì? Nhân f của x bình d dx thì bằng bằng 2 đấy, đề bài cho thì phải viết vào. Thằng này là đề bài cho này, đóng khung vào cho thầy. Đấy, đóng khung vào nhá. Và bây giờ cái người ta hỏi là tính tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 4 của thằng f(x) d dx được chưa? Bằng hỏi chấm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thầy gửi file để sớm làm cho kịp thầy ạ. À. Ok. Em cũng nghĩ giống thầy á. À. Xúc thôi, đúng không ạ? Nào, chú ý. Bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn lối tư duy. Đó, lối tư duy tức là chúng ta phải làm như thế nào và tại sao chúng ta phải làm như thế. Đó mới là cái điều quan trọng. Muốn nâng level thì phải phát triển tư duy. Đó, muốn nâng level thì nó phải là phát triển tư duy, đúng không ạ? Cụ thể như sau. Đề bài, thằng này là đề bài người ta cho đúng không ạ? Thằng này là đề bài cho này, đề bài cho. Đấy, và cái này là cái người ta hỏi đúng không ạ? Và các bạn phải nhìn vào cho thầy hai cái thằng này xem là chúng ta có thể biến đổi cái nào. Và rõ ràng nếu như mà các bạn nhìn vào cho thầy cái người ta hỏi này, cái thằng này này, thì các bạn phải có một nhận định rằng là như sau, là 100% nó không thể biến đổi được nữa. Đấy, đúng không ạ? Nó không thể biến đổi được thằng này, tức là thằng này các bạn không thể động bút được vào được, không thể động chạm được vào, mà cái động chạm vào nó phải nằm ở đây. Đấy, nó phải động động chạm nó nằm ở đây, tức là chúng ta phải biến đổi đề bài. Cụ thể như sau, các bạn đặt cho thầy cái y nhá. Thì biến đổi đề bài bằng phương pháp là chắc chắn là đổi biến thôi, đúng không ạ? Dùng phương pháp đổi biến, dùng này, phương pháp đổi biến. Đấy, để chúng ta xử lý con này. Cụ thể như sau. Các bạn phải đặt, đúng không ạ? Chắc chắn là phải đặt rồi. Nhưng đặt cái gì? Thì các bạn nhìn thấy trong bài này là f của x bình đúng không ạ? F của x bình thì chúng ta đặt x bình bằng bằng t thôi. F của cái gì thì chúng ta đặt cái đấy bằng t. Đặt cái trong ngoặc thôi, chứ không phải đặt toàn bộ f đâu nhá. Đặt cái trong ngoặc thôi. F của x bình thì các bạn đặt x bình bằng bằng t. Sau đó thì các bạn nhớ đấy, d của x bình thì chắc chắn là bằng bằng dt, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Giống như kiểu phương pháp đổi biến bình thường thôi. Và chúng ta có này, d của x bình thì kẻ ngu thì vẫn phải biết là bằng 2x dx bằng dt, chuẩn chưa? Đúng không ạ? Vậy chúng ta có cho thầy rút ra cái quan trọng nhất là cái x dx thì nó chính là bằng dt chia 2, chuẩn chưa? Đọc khung lại cho thầy cái thằng này nhá. Loát cho nó nhanh vào. Ok chưa? X dx thì chắc chắn là bằng bằng delta dt chia cho 2. Đấy, nhớ là phải đổi cận, đã dùng phương pháp đổi biến các bạn nhớ nhé. Trong tất cả các phương pháp về nguyên hàm và tích phân thì chỉ có duy nhất một cái phương pháp đổi cận, đó là cái thằng đổi biến. Đã đổi biến thì bắt buộc phải đổi cận. Nhớ nhá, đổi cận như sau. X đúng không ạ? T, x của chúng ta chạy từ 0 đến 2. Các bạn nhìn thấy không? X chạy từ 0 đến 2. 0 này, 2 đúng không ạ? Thì t của chúng ta sẽ chạy từ đâu đến đâu các bạn nhỉ? T của chúng ta nó chính là bằng 0 cho đến 4 thôi, đúng không ạ? Vậy cái thằng tích phân y của chúng ta bây giờ các bạn nhìn thấy này, nó chính là bằng cận từ 0 đến đến 4. Được chưa? Nó là cận từ từ 0 cho đến 4. Thầy đừng đưa tay vào, không đưa tay vào thì làm sao viết được cho các em. Được chưa? Cận từ 0 đến 4. Nhớ là đừng có cận từ 0 đến 2, người ta lại buồn cười. Đúng không ạ? Chói quá đúng không ạ? Chói quá, chói quá. Lúc mà thầy bỏ tay vào không hiểu vì sao, lúc thầy bỏ tay vào thì nó sẽ bị lóa. Các bạn xem này, các bạn xem nhá. Đây các bạn xem này nhá, lúc thầy bỏ tay vào không hiểu sao nó lóa. Cất tay đi nó lại là đấy, chắc là thầy do tay thầy đẹp quá không nên. Tay đẹp quá. Ok chưa? Tích phân từ 0 đến 4 nhớ nhá, bắt buộc phải cận từ 0 đến 4. Của cái gì? Đây. Fx bình, các bạn nhìn thấy không? Fx bình thì kể cả ngu thì vẫn biết đó là f của t thôi, bởi vì chúng ta đã đặt x bình bằng t mà. Đấy, được chưa? Rồi, nhân cho cái gì? Các bạn nhìn thấy x dx đúng không ạ? X dx thằng này này. Thằng này x dx thì nó chính là có đây. Đúng không ạ? X dx đấy. Đồ chuẩn 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 chưa? X nhân dx đây thì nó có đây, chúng ta có chắc chắn là bằng dt chia 2. Xong chưa? Ok, và có rõ ràng cái này này, các bạn đưa 1/2 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn lại là gì? Tích phân từ 0 đến 4 của ft nhân dt. Đúng không ạ? Đúng chưa? Và các bạn phải hiểu này, trong cái phân tích phân hàm ẩn thì thầy đã dạy các bạn rằng là cái ft dt hay là fx dx nó đều giống nhau, tức là các bạn có quyền gì nhỉ? Đổi đổi ẩn cho nhau. Đổi ẩn cho nhau.
nhá, nó giống như kiểu là lấy cái bình rượu ra vậy, đổ cái ruột đi, bây giờ chúng ta thay cái ruột mới vậy thôi. Đây cũng thế, FTDT thì bây giờ bản chất là chúng ta thay cái T bằng X thì nó vẫn giống nhau. Được chưa? Vậy chúng ta có vẫn là bằng 1 phần 2 này. Tích phân vẫn là từ 0 đến 4 của FT nhá. DT thì có chính là bằng FXDX. Đó là bản chất của thằng thằng tích phân hàm ẩn, đúng không ạ? Được chưa? Và các bạn nhìn thấy này, cái thằng Y này các bạn nhìn thấy không? Đề bài nó cho mấy đây, cho bằng 2, tức là toàn bộ thằng này bằng bằng 2. Và cái người ta hỏi là thằng này các bạn này. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Đề bài người ta cho hỏi Y bằng 2 mà, đề bài người ta cho Y bằng 2. Và chúng ta biến đổi từ lúc nãy giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là toàn bộ thằng này bằng 2. Đấy, vậy từ đây các bạn thấy 1 phần 2 nhân thằng này thì bằng 2. Vậy cái tích phân từ 0 đến 4 của FXDX thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng bằng 4. Đấy, bằng bằng 4. Được chưa? Nó chính là bằng 4. Trong chưa? Cái này đừng có lăn tăn nhá. Không gắn lăn tăn mà cũng không gợn sóng nhá. Nhớ này, không lăn tăn gợn sóng đối với những bài như này. Không lăn tăn cộng gợn sóng, được chưa? Đó, đối với những bài như thế này các bạn phải nhớ lưu ý nhá. Cái này thì thầy đã giảng cho bạn một lần liên quan đến cái phần số 1 rồi. Phần số 2 chẳng qua là chỉ để việc chúng ta luyện tập thêm thôi. Được chưa? Là câu số 10 xong rồi nhá. Câu số 11 như sau. Nó chính là đáp án D này nhá, thằng này đáp án D. Ok, câu 11 nào. Đây là đề của trường chuyên Chu Văn An. Vẫn xúc tiếp. Câu số 11, ok chưa? Cho hàm số fx liên tục trên này. Cái này nó chỉ là cái câu có điều kiện thôi. Các bạn đừng có quá quan trọng hóa cái câu này nhá. Đừng quá quan trọng hóa cái câu này. Câu số 11. Nhưng đề bài người ta cho cái gì thì các bạn phải viết vào. Đó là đề bài người ta cho thằng này này. Đúng không ạ? Tích phân từ 0 đến 3 của gì? F căn bậc 2 của x cộng 1. Đấy. Dx thì nó bằng bằng 8. Để đề bài cho thì thầy viết vào. Thế cái người ta hỏi này, tích phân thằng này bằng bao nhiêu? Đấy, y nó chính là bằng tích phân từ 1 trên 2, đúng không ạ? X nhân fx nhân dx bằng bao nhiêu? Đấy, các bạn nhìn thấy đề bài chưa? Cho một cái và hỏi một cái. Đây đều gọi là tích phân hàm ẩn hết. Tất cả những thằng này thì đều có một cái mô típ làm chung là đều như hầu như đều dùng phương pháp đổi biến. Còn một số dạng nữa là dùng có thể dùng phương pháp từng phần. Đấy, phương pháp từng phần nó chỉ xảy ra khi xuất hiện f phải x. Thầy đã dạy các bạn ở phần 1 rồi. Trong cái đề của trường chuyên Vinh có một cái câu f(x) thì chắc chắn là dùng phương pháp từng phần thôi. Thằng này cứ đổi biến hết mà đã. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ chú ý thầy như sau. Chú ý này. Bây giờ chúng ta phải biến đổi thằng này ra đúng không ạ? F của căn x cộng 1 dx bằng 8 này thì phải biến đổi thằng này ra. Đây đề bài này đúng không? Thằng này là đề bài này. Đấy. Đề bài đúng không ạ? F căn x cộng 1 dx thì bằng 8. Thì chắc chắn là chúng ta phải dùng phương pháp đổi biến rồi. Đúng không ạ? Ok, chúng ta có này, phương pháp đổi biến của chúng ta như sau. Đổi biến nhá. Của chúng ta như sau. Lưu ý là phải đặt rồi đúng không ạ? Đặt căn bậc 2 của x cộng 1 thì bằng t. Đấy, được chưa? Đặt x cộng 2 của 13 chữ tuyệt đối làm thế nào hả? 13 đâu? Ơ, chị nhanh thế, mới có câu 11 thôi mà. Cứ bình tĩnh. Yeah, chưa gì đã xoắn rồi nhở? Câu mới có câu 11 thôi mà. Ôi trời ơi. Ok chưa? Câu số 11. Đặt căn bậc 2 của x cộng 1 bằng bằng t. Sau khi đặt xong thì chúng ta phải làm gì? À, chúng ta phải bình phương nó lên đúng không các em? Chúng ta có x cộng 1 này thì bằng bằng t bình này đúng không ạ? X cộng 1 thì bằng bằng t bình. Sau đó thì chúng ta sẽ có thầy như sau. Chúng ta sẽ vi phân, chúng ta sẽ chốt lại là cái dx bằng bằng 2t nhân dt. Đúng không ạ? Dx thì chắc chắn là bằng 2t dt nhá. Ok. Dx thì bằng 2t dt, xong chưa? Ủa, thầy nói thằng G nó nói đặt trong căn thôi, đặt hết chi? Ơ, không. F của thằng nào thì đặt bằng thằng này bằng t. F của thằng căn x cộng 1 thì đặt toàn bộ cái thằng dấu trong dấu ngoặc đơn này bằng t em này nhá. F của cái gì thì chúng ta đặt cái t bằng t, nhưng mà đặt cái dấu trong trong cái dấu ngoặc đơn ấy là bằng t. Ok, được chưa? Dx bằng 2t dt xong chưa? Rồi, thay vào đổi cận thôi đúng không ạ? Chúng ta đổi cận nhá. Làm nhanh như thằng này. Cái thằng này tương tự thì các bạn làm nhanh nhá. Đừng có giải thích nhiều x này, t này. X của chúng ta chạy từ 0 đến 3 thì t của thầy nó sẽ chạy từ từ 1 cho đến 2, được chưa? Và ở trên thì chắc chắn là thầy đặt thằng này y1 đi. Y1 thì bây giờ nó sẽ là bằng gì? Tích phân của chúng ta bây giờ là chạy từ 1 đến 2. Đúng không ạ? FT nhân DX đúng không? DX nó chính là thằng nào đây? 2T DT.
2T, D, DT. Và thầy sẽ biết chắc chắn là nó sẽ là bằng 2 đưa ra ngoài. Nó trong ngoặc sẽ còn là từ 1 đến 3 của FT nhân T, DT, đúng không ạ? Và nó cũng chính là bằng 2 nhân tích phân từ 1 đến 3 của gì? Của FX nhân X nhân DX thôi. Đấy, được chưa? Cái này vẫn giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Được chưa? Đổi từ cái này sang thì nó chỉ là về vấn đề về đổi ẩn thôi nhá. Và cái này chắc chắn là bằng 8. Và từ đấy chúng ta cũng có thể suy ra là cái người ta hỏi cần tìm đây, đúng không ạ? 1 đến 3, các bạn nhìn thấy không? Từ 1 cho đến 2, xin lỗi các bạn nhá, 1 đến 2 mà. Đấy, 1 đến 2. 1 đến 2 là các bạn nhìn thấy x nhân fx nhân x, cái này người ta hỏi luôn, đúng không ạ? 2 nhân bao nhiêu để bằng 8 nhỉ? 2 nhân 4 bằng 8. Vậy chúng ta có thể suy ra rằng là tích phân từ 1 đến 2 của fx nhân x nhân dx thì bằng 4. Đây chính là cái câu hỏi của người ta. Đúng không ạ? Đây chính là cái câu hỏi của người ta. Xong chưa? Là từ tích phân từ 1 đến 2. Ok, là câu số 11 xong nhá. Đấy, nó rất ngắn gọn, nó chỉ vài dòng thôi. Tất cả những dạng này đều làm tương tự nhau. Có nghĩa là chúng ta có thể biến đổi đề bài hoặc biến đổi câu hỏi để làm sao để xuất hiện những cái mà chúng ta cần. Đấy. Được chưa? Vậy nó là đáp án gì các bạn nhỉ? Đó là đáp án B. Câu số 12. Câu số 12 nào. Câu số 10-12, được chưa? Cho hàm số fx thỏa mãn thằng này. À, tính cái này. Đấy, các bạn nhìn thấy đề bài chưa? Đề bài cho cái này các bạn này. Câu số 12 là một câu rất là hay. Thằng này là câu cực kỳ hay luôn. Được chưa? Xứng đáng là câu hay đấy. Có bạn nào ở Quảng Trị không? Đây là trường chuyên Lê Quý Đôn ở Quảng Trị năm 2018 lần 1. Đấy, có bạn nào ở Quảng Trị không? 12 đáp án D ở Thảo. Ok, có nhiều bạn làm là đáp án D. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem nó là đáp án nào nhá. Đây, một câu rất hay. Và để làm được câu này chúng ta phải chú ý thầy là đề bài người ta cho cái gì. Này, đề bài nó cho thằng này đúng không ạ? Thì các bạn đóng khung vào và viết lại dưới này cho thầy nhá. Đề bài nó cho này, đề bài này. Đấy, người ta cho như sau. Là tích phân từ 0 cho đến pi chia cho 2, đúng không ạ? Của sin x nhân fx thì nó chính là bằng f tại 0 và bằng 1. Đây, đề bài người ta cho như thế. Bây giờ thầy viết lại để chúng ta có nó chắc chắn. Ok chưa? Và cái người ta hỏi các bạn này, cái quan trọng nhất là cái người ta hỏi này. Là tích phân y từ 0 cho đến pi trên 2 của thằng nào? Của cos x nhân f'x nhân dx. Đấy. Cái người ta hỏi là cái này các bạn này. Thầy có về Quảng Trị với em không? Trương Thị Thu Sương. Em gái thầy tên là Sương đấy. Sương ấy, không phải Sương đâu. Sương. Là Sương, gọi là Sương Ban Mai đấy. Trùng tên với em gái của thầy, chỉ khác mỗi họ thôi nhá. Nói chung là thầy có thể về Quảng Trị với em được. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chú ý rằng là thằng này làm theo phương pháp gì các bạn nhỉ? Thằng này làm theo phương pháp gì? Đây là cái người ta hỏi đúng không ạ? Đây, cái người ta hỏi đây, đóng khung vào cho nó chắc. Và này, và các bạn cần phải lưu ý ở phần 1 thầy đã nói rất rõ rồi. Là gì? Trong tất cả các bài và tính nguyên hàm tích phân mà có chứa f(x) thì đến 99,99% nó làm theo phương pháp từng phần. Đồng ý không ạ? Nó đều làm theo phương pháp từng phần. Và cụ thể dùng phương pháp từng phần dùng như thế nào thì các bạn chú ý này. Từ 0 cho đến pi trên 2. Được chưa? Được chưa? Thằng cos x vẫn giữ nguyên nhá. Cos x vẫn giữ nguyên. Thằng f(x) thì các bạn đưa vào trong D cho thầy để sửa ấm cho nó. Đúng không ạ? Đưa vào trong D để sửa ấm cho nó, tức là nó sẽ là bằng D của f(x), đồng ý không ạ? D của f(x). Không tin các bạn làm ngược lại đi. D của f(x) có phải đúng bằng, nếu phá ra thì có phải đúng bằng f(x) nhân dx. Được chưa? Ok. Đấy. Vậy các bạn phải hiểu này. Cái bây giờ cái thằng này nó đóng vai trò là u, thằng này nó đóng vai trò là dv. Đấy. Và các bạn phải hiểu là v của chúng ta nó chính là f(x). V của chúng ta nó chính là fx. Và chúng ta sử dụng công thức thực phần thì bằng u nhân v trừ v du thôi. Đấy, đúng không ạ? Cái này công thức nguyên hàm thực phần. Và chúng ta cụ thể chúng ta khai triển ra thầy. U nhân v có nghĩa là gì? U là cos x, đúng không ạ? Nhân v tức là nhân fx. Đấy. Cận luôn từ 0 trên pi trên 2. Nhớ nhá, tích phân thì phải xúc cận luôn. Trừ cho gì? V du, v nó chính fx nhá, là fx đúng không ạ? Và nhân d của cos x. Đó, D của cos x tức là gì? Nếu D, DU có nghĩa là D của cos x các bạn nhá. Viết cẩn thận ra đã. Vẫn là cận từ 0 đến pi trên 2. Ok. Vừa mới ra cửa, mở vào, quay mất kiến thức. Rơi bút phát là mất kiến thức rồi. Đến đây hiểu chưa?
Nào, đến đây các bạn đã hình dung nó chưa? Đến đây hình dung nó chưa các bạn? Ok rồi, đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi, thì bây giờ này, các bạn nhớ là bây giờ chúng ta tính thằng đầu này, thay cận trên vào và thay cận dưới vào nhá. Chúng ta có cho thầy như sau. À, cốt của pi trên 2 thay vào đây không ấy nhỉ? Cốt của pi trên 2 thì bằng 0, đúng không ạ? Tức là thay cận trên vào thì nó bằng 0 luôn. Đấy, thay cận dưới vào thì bạn nhìn này, cốt 0 thì bằng 1, f tại 0 thì nó chính là bằng gì? F tại 0 thì nó bằng 1. Đây, các bạn nhìn thấy đề bài cho f tại 0 bằng 1 không? Đúng không ạ? Cho giải lao một tí để giải quyết việc cá nhân đi ạ. Ôi giời ơi, giải lao thì vẫn giải lao bình thường thôi, có gì đâu. Có nhiều bạn không cần giải lao thì vẫn học thôi, đúng không ạ? Vậy tóm lại là không trừ mấy các bạn nhỉ? Không trừ đi 1 thì bằng trừ 1 rồi, đúng không ạ? Cái đầu tiên là bằng trừ 1 nhá. Ok chưa? Lúc nào cũng phải thay cận trên vào trước và thay cận dưới vào sau. Lấy cận trên trừ cho cận dưới thì đó là tích phân. Ok. Xong nhá. Một chú đã xong, thằng này đã xong rồi này. Tiếp theo. Cái này, cái này thì dễ quá. Bởi vì D của cos x thì bằng đạo hàm của nó nhân dx mà. Tức là tại đây thì chúng ta có này, vẫn là tích phân từ 0 cho đến pi trên 2, đúng không ạ? Fx giữ nguyên, D của cos x thì có phải bằng đạo hàm của cos, đúng chưa? Mà đạo hàm của cos thì có phải bằng trừ sin, đúng không ạ? Tức là trừ với trừ thành cộng luôn nhé. Thay đổi dấu đây luôn, cộng cho sin x nhân dx, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đấy. Và các bạn hiểu là thằng này đề bài vẫn cho rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy đề bài vẫn cho rồi đúng không ạ? Đây, đề bài vẫn cho là nguyên hàm của sin x dx, sin x nhân fx nhân dx. Đấy, thì nó vẫn bằng 1. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vẫn bằng 1. Đấy, đề bài nó cho thằng này rồi nhá. Đề bài nó cho rồi. F tại pi trên 2 bằng gì ạ? F tại pi trên 2 không cần biết bằng gì cả. Nhưng nếu mà chúng ta thay cái pi trên 2 thay vào đây thì cốt của pi trên 2 bằng 0 mất rồi đúng không ạ? Không nhân cái gì mà chả bằng 0. Chuẩn chưa? Đấy, không nhân cái gì mà, tức là chúng ta không cần phải biết là f tại pi trên 2 bằng bao nhiêu, kể cả cho nó bằng 1 tỷ đi chăng nữa. Nhưng thay pi trên 2, các bạn thay vào cos x đi, thì cos của pi trên 2 có đúng bằng 0 không? Không nhân cái gì mà chả bằng 0, đúng không ạ? Tức là cận trên nó luôn luôn bằng 0. Được chưa? Vậy chúng ta có kết quả cuối cùng, chỗ này là trừ 1 này, chỗ này là cộng với 1 thì bằng 0 luôn. Xong chưa? Đó chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Đáp án của chúng ta đó chính là đáp án D nhá. Đấy. Hình dung được chưa? Xong câu 12. Tiếp theo là câu số 13. Câu số 13. Câu số 13 nhá. Nào, câu số 13. Câu này là câu mà tích phân của hàm số chữa trị tuyệt đối, nhưng mà đây không phải là xét dấu như bình thường đâu, mà cái này nó là gì nhỉ? Hàm ẩn đúng không ạ? Hàm ẩn có chứa trị tuyệt đối, có chứa trị tuyệt đối, nhớ nhá. À, có chứa trị tuyệt đối. Bùm 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 giải lao đi thầy. Giải lao là gì mà giải lao? Mấy câu này chưa phải ăn thua đâu. Mấy câu phía sau này mới hay các bạn này. Mấy câu này thấm thía chi. Câu này như hôm qua chúng ta làm rồi này đúng không ạ? Câu này hôm qua thầy đã giải rồi các bạn rồi nhá. Câu này giải rồi. Câu này giải rồi. Hai câu này các bạn xem lại thầy phần 1 nhá. Hai câu này giải rồi. Nếu bạn nào chưa biết thì tí nữa thầy giải luôn cho. Nhưng mà cái chính là cái hai câu này các bạn này. Câu 18 và câu 19 này các bạn này. Đợi câu 18 và câu 19, hai câu này mới gọi là câu hay, hai câu hay. 18 và 19. Ok chưa? Tiếp theo là câu số 13 nhá. Câu số 13 đúng không ạ? 13 nhiều bạn ra là đều được rồi. Nhanh quá. Ok, tiếp tục câu số 13. Hàm ẩn có chứa trị tuyệt đối. Rõ ràng là tất cả mọi thứ mà liên quan đến có chứa trị tuyệt đối thì làm sao? À, là nó đều phải xét dấu đúng không ạ? Nó đều phải xét dấu thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn đọc đề cho thầy này, xem là nó cho cái những cái quái gì. Chúng ta có tích phân câu 13 nhá. Tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? Của fx này, dx thì bằng 4, một chú nhá. Người ta cho bằng 4 này. Cái thứ hai là tích phân từ 0 đến 3 đúng không ạ? Của fx dx thì nó bằng 6. Đấy, người ta cho hai thằng này rồi. Bây giờ người ta hỏi là tính tích phân y, lại người ta hỏi cái người ta hỏi các bạn này. Là tích phân từ trừ 1 cho đến 1 của fg trị tuyệt đối của 2x cộng 1 đóng ngoặc lại. Đấy, dx. Đồng ý chưa? Thực ra thằng này cũng là rất là dễ. Các bạn nhớ nhá. Thằng này thực ra thì nó cũng rất là dễ. Nó cũng dễ thôi. Nhưng nó chỉ dài thôi. Nó cũng siêu dễ. Nhưng mà nó chỉ có dài thôi. Đấy, nó chỉ có dài thôi. Và cụ thể như sau. Thì các bạn nhớ này, trị tuyệt đối của 2x cộng 1 thì luôn luôn nó có hai trường hợp đúng không ạ?
trường hợp thứ nhất là nó bằng chính nó, tức là bằng với 2x trừ 1, 2x cộng 1 luôn. Nhớ nhá, đề bài là 2x cộng 1 thì chỗ này là bằng chính nó, tức là 2x cộng 1 luôn. Khi nào? Khi 2x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0, tức là x của thầy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 1 phần 2. Đồng ý chưa? Đấy, một chú. Chú thứ hai, nó chính là bằng đối của nó, tức là bằng trừ 2x trừ 1. Khi nào? Khi x của chúng ta là nhỏ nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Đấy. Ok chưa? Ok, đúng không ạ? Vậy, riêng cái thằng y này, nó sẽ tách ra thành hai tích phân. Tích phân thứ nhất là các bạn nhìn thấy là trừ 1 đến trừ 1 phần 2. Trừ 1 đến trừ 1 phần 2. Đấy, chúng ta xét dấu trước khoảng trừ 1 đến 1 thì nó sẽ có các khoảng âm và có các khoảng dương. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy không? X nhỏ trừ 1 phần 2 này thì nó chính là bằng dấu trừ của nó. Tức là nó còn là f của gì? Trừ 2x trừ 1 đóng ngoặc lại dx. Đúng chưa? Cái thứ hai là cộng cho gì? Đây là nối cận nhá. Tách ra thành hai thằng con. Trừ 1 đến trừ 1 phần 2 cộng với trừ 1 phần 2 đến 1. Đúng không ạ? Nhưng mà trừ 1 phần 2 đến 1 thì các bạn nhìn thấy thằng này luôn dương này. Dương thì chúng ta giữ nguyên. Tức là nó còn lại là f của gì? 2x cộng 1 đấy thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta xét dấu. Sau đó thì có thể tách ra thành hai cái con được. Đấy. Được chưa? Tách ra hai cái con được mà, thoải mái. Đúng không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là tính từng con một ra. Nhiệm vụ của chúng ta là tính từng con một ra. Có thể các bạn đặt cho thầy Y1 thằng này này. Các bạn đặt cho thầy thằng Y1 nhá. Thằng này đặt trong Y2 thôi. Đấy, các bạn tính từng con một ra thì nó sẽ tính được ra ngay, không có bất cứ một vấn đề gì cả. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta tính Y1 như sau. Chắc chắn là dùng phương pháp đổi biến rồi. Tính Y1 nào. Tính Y1 đổi biến đúng không ạ? Đặt này. Đặt thằng nào bằng T đây? Trừ 2 trừ 1 đặt bằng T. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ suy ra là cái thằng dx của thầy nó có phải bằng dt chia cho trừ 2 trừ dt chia 2. Đúng không ạ? Được chưa? Sao biết là trừ 1 thầy? Chỗ nào là trừ 1? Chỗ nào là trừ 1? Đề bài người ta có hỏi là cận từ trừ 1 đến 1 mà. Đúng không ạ? Trừ 1 đến 1 chúng ta xét dấu mà. Đang xét dấu khoảng từ trừ 1 đây. Đúng không ạ? Đây trừ 1 phần 2 đây. Và 1 đây. Đấy, chúng ta xét dấu cái trị tuyệt đối của 2 cộng 1. Thì chỗ này là có phải mang dấu âm? Chỗ này là mang dấu dương đúng không? Đúng chưa? Dấu âm thì chúng ta đổi dấu. Đấy. Trên khoảng từ trừ 1 đến trừ 1 phần 2 nó mang dấu âm thì suy ra trị tuyệt đối của nó thì phải đổi dấu. Ok. Và cuối cùng chỗ này thì nó dương thì giữ nguyên thôi. Đấy, các bạn làm bình thường thôi nhá. Đến đây thì các bạn làm bình thường thôi. Tính từng cái một ra, đổi cận nào, đổi cận nào. X đúng không ạ? Rồi T. X của chúng ta chạy từ mấy nhỉ? Trừ 1 đến trừ 1 phần 2. Các bạn thay vào cái trên nhá. Thay trừ 1 vào đây thì bằng mấy các bạn nhỉ? Trừ 1 vào đây thì bằng 2, 2 trừ 1 thì bằng 1 này. Đúng không ạ? Đến mấy các bạn nhỉ? Thay trừ 1 phần 2 vào đây thì bằng mấy? 1, 1 trừ 1 bằng 0. Đấy, đúng chưa? Vậy, suy ra cái Y1 của thầy nó chính là bằng tích phân từ 1 đến 0. Và nhớ là đừng có bao giờ từ 0 đến 1 nhá. Vì sao? Bởi vì cái trừ 1 bây giờ nó đang là nằm ở dưới. Đúng không? Thì suy ra cái thằng 1 của thầy bây giờ nó vẫn phải nằm ở dưới. Nó vẫn hoàn toàn tương tự như thế. Được chưa? Thằng này chắc chắn là FT rồi nhá. FT này, FT. DX thì chính là bằng trừ DT trên 2. Vậy trừ 1 phần 2 thầy đưa ra ngoài. Và chỗ này vẫn là DT. Đấy, được chưa? Rồi các bạn nhìn thấy cái gì đây? Dấu trừ cận từ 1 đến 0. Dấu trừ này và cận từ 1 đến 0 thì có nghĩa là chúng ta có thể làm đảo lộn cận của nó được bằng cách là mất dấu trừ này đi. Đảo lộn cận có nghĩa là cận trên chạy xuống dưới và cận dưới thì nó lại lao lên trên. Được chưa? Và nó chính là bằng vẫn là 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? Của FT nhân DT. Và nó cũng chính là bằng 1 phần 2 của gì? 0 đến 1 của FXDX. Đấy, được chưa? Cái này thì thầy đã nói chuyển từ T với X thì nó đều giống nhau. Nó chỉ có thay mỗi ẩn thôi. Nó giống nhau hết. Và các bạn nhìn thấy cái đề bài người ta cho thằng này mấy rồi các bạn nhỉ? Đề bài cái này người ta cho bằng mấy rồi? Nó chính là bằng 4. Các bạn nhìn thấy không? Tích phân từ 0 đến 1 của FXDX bằng 4. Chứng tỏ là cái này nó bằng 4 chia 2 thì bằng 2. Được chưa? Y1 của thầy là bằng 2. Chốt hạ lại Y1 của thầy là bằng 2. Đóng khung lại cho thầy nhá. Hoàn toàn tương tự như thế chúng ta có thể tính được Y2. Hoàn toàn tương tự chúng ta có thể tính được Y2. Đúng không ạ? Các bạn tính Y2 cho thầy nhá. Tính Y2 bằng cách đặt thôi. Đặt nào. 2x cộng 1 các bạn vẫn đặt bằng T bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ suy ra là DX thì chính là bằng DT trên 2. Đúng không ạ? Được chưa? DX nó chính là bằng DT chia cho chỉ cho 2. Sau đó đổi cận thôi nhỉ? Đổi cận thôi. Chúng ta đổi cận nào.
đổi cận x này, t này, x chạy từ mấy nhỉ? Là trừ 1 phần 2 đến 1. Thì t của thầy nó sẽ chạy từ đâu nhỉ? Trừ 1 phần 2 theo đây mấy các bạn nhỉ? Là không đúng không ạ? Thay 1 vào đây mấy? Là 3. Đấy, 0 đến 3. Vậy cái thằng Y2 của thầy nó bằng tích phân từ 0 đến 3 của FT đúng không ạ? Ok chưa? FT nhá. Nhân cho thằng nào đây nhỉ? Nhân cho DT, DT là bằng nhân cho DX đúng không ạ? DX chính là bằng DT trên 2. Ok, 1 phần 2 ra ngoài nhá. Chỗ này vẫn là DT. Ok. Và nó cũng là bằng 1 phần 2 của gì? Từ 0 đến 3 của FX, DX. Đấy. Được chưa? Cái này là đề bài người ta cho các bạn này. Từ 0 đến 3 của FX, DX lấy từ đâu ra? Các bạn nhìn thấy không? 0 đến 3 của FX, DX nó là lấy từ đây. Có nghĩa là nó bằng 6. Mà 6 chia 2 thì bằng 3. Đấy, bằng 6 chia 2 thì bằng 3. Đây chính là kết quả của chúng ta ở con Y2. Và 2 cộng 3 thì bằng mấy các bạn nhỉ? Cộng 2 thằng này lại với nhau đúng không? Bởi vì con tích phân chúng ta đang cần tính này là thằng Y là bằng Y1 cộng Y2. Y1 thì bằng 2, Y2 thì bằng 3. Cộng 2 thằng này lại với nhau thì chắc chắn là bằng 5 đúng không ạ? Bằng 5 nhá. Đó chính là bằng 5. Ok chưa các bạn? Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 14, 15. 14 và 15. 14 và như 15 thì nó tương tự thôi các bạn. 14 và 15 có bạn nào làm ra hai kết quả này rồi không? Câu 14 và câu 15 có bạn nào làm ra kết quả này được chưa? Cái này dễ quá đúng không ạ? Đổi cận thì đổi dấu ạ. Đổi cận thì phải đổi dấu đúng không? Chính xác. Đổi cận có nghĩa là gì? Đổi cận là cận trên nó sẽ chạy xuống dưới và cận dưới nó bay lên trên. Thì đó được gọi là đổi cận, đổi vị trí cận. Ok chưa? Câu 14 này dễ quá đúng không ạ? Thằng này là easy. Easy là viết thế này đúng không các em nhỉ? Có viết tiếng Anh thầy không biết đâu. Nói chung là viết tắt là easy đi. Đấy, là câu số 10, 14. Y2 đổi lại sao không có dấu trừ ạ? Y2 có đổi dấu đâu? Y2 không đổi dấu. Y2 không hề đổi dấu các bạn nhá. Các bạn phải xem lại cho thầy Y2 đấy. Y2 của chúng ta không hề đổi dấu. Các bạn xem lại cho thầy Y2 nhá. Y2 đâu rồi nhỉ? Cái tờ lúc nãy đâu rồi nhỉ? Các bạn xem lại cho thầy cái Y2 này nhá. Y2 không hề đổi dấu đâu. Y2 của thầy vẫn là bằng 1 phần 2 từ 0 đến 3 mà. Có đổi cận đâu. Đúng không ạ? Câu 15 thiếu đề ạ. 15 thiếu con x chứ gì? Đúng không? 15 là thiếu một cái x ở đây đúng không? Đấy, thầy nhớ mang máng thế. Có một câu thiếu mà không biết là câu nào thiếu. Hình như là có một câu nào thiếu là câu 15 đi hay là câu gì đấy. Có một câu thiếu x thôi. Thầy có thử rồi nhá. Câu 14 thì easy thôi. Rõ ràng là rất là easy. Thằng này chỉ cần dùng định nghĩa thôi. Dùng định nghĩa các bạn này. Định nghĩa. Đấy. Định nghĩa được chưa? Thế cụ thể dùng định nghĩa như thế nào thì các bạn nhớ rằng là nguyên hàm của f(x) dx thì chắc chắn là bằng gì các bạn nhỉ? Là bằng fx đúng không ạ? Nó giống như kiểu là vừa có căn x tất cả bình vậy thì nó bằng x thôi. Đấy. Vừa có nguyên hàm vừa có đạo hàm thì nó bằng tiệt tiêu cho nhau. Nó chỉ còn lại bằng đúng cái hàm số gốc, đó chính là hàm số fx. Ok chưa? Vừa có nguyên hàm vừa có đạo hàm thì nó chỉ là bằng chính nó. Tức là trong bài này các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Người ta đang yêu cầu các bạn là tính tích phân từ 1 đến 4 của f(x). Đấy, các bạn nhìn thấy này. Người ta đã yêu cầu tính tích phân từ 1 đến 4 của f(x) dx, chuẩn chưa? Đúng không? Thì các bạn phải khẳng định là cái này nguyên hàm ra thì nó đúng chính là bằng f nhỏ x luôn, cận từ 1 đến 4 luôn. Đấy, được chưa? Ok. Vậy nói bằng f4 trừ f1 đúng không ạ? F4 trừ f1, f tại 4 mà trừ cho f tại 1 là bằng mấy các bạn nhỉ? F4 trừ f1 là bằng 10 trừ 2 đúng không ạ? 10 trừ đi 2 thì bằng 8 thôi. Nhờ, đó là C. Đó rất là nhanh. Ok. Câu số 15. Câu 15 thì thiếu x à? Câu số 15 thì nó cũng hoàn toàn tương tự thôi các bạn. Câu số 15 thì cũng hoàn toàn tương tự nhá. Câu 15 có cần thầy giảng cho các bạn về câu số 15 không các bạn? 15 nhá. Ok thôi giảng nốt câu 15 cho chúng ta chuyển sang cho thầy hai câu cuối luôn. Bởi vì nếu như bạn nào chưa xem thì câu số 16 và câu số 17 thì thầy đã giảng các bạn ở trong cái phần 1 ngoài tường rồi nhá. Câu số 16 và 17 thì đều giảng ở phần 1 rồi. Nhưng mà thầy đã nốt lại cho các bạn ở trong này để cho chúng ta cố tình để cho chúng ta có thể làm lại thôi. Câu 16 và câu số 17 thì thầy đều giảng ở cái phần số 1 ở ngoài livestream ở ngoài nhá. Livestream ở ngoài tường cá nhân của thầy ấy. Ở ngoài tường nhá.
mà trang cá nhân của thầy đã đang để chế độ công khai, cái đấy thì thầy không xóa, đáng lẽ ra hôm trước xóa nhưng mà vì một số bạn bảo là không xóa để xem lại, thành ra là chúng ta có thể là ấy xem lại nhá. Làm câu 18 19 đi thầy. Ok, câu 18 chứ gì, thực ra nó cũng đơn giản thôi, không có cái gì cả. Ok chưa? Có bạn nào có cần thầy làm câu số 15 không các bạn nhỉ? Có cần làm câu 15 không hay là chuyển chúng ta chuyển sang cho thầy là câu số 18 19 luôn? Thì bạn ở comment xuống dưới cho thầy biết nhá. Mười tám nhìn gì nhìn ghê vậy. Không, nói chung cũng không có gì cả, nó cũng khá là dễ thôi, nhưng các bạn cần phải nắm được cho thầy. Có cần làm 15 không các bạn nhỉ? 15 cũng hoàn toàn tương tự thôi. Nào chúng ta thử xem cho thầy một cái câu số 18 nhé. Câu số 18 ạ. Câu số 15 mới đây, câu số 15 mới rất là đơn giản thôi mà, đúng không ạ? Đây, thầy sẽ cho các bạn xem câu số 15 nhé. Các bạn làm cho thầy câu số 15 xem đáp án là như thế nào đấy nhá. Các bạn làm câu 15 đi, làm xem câu 15 xem nó là đáp án nào, thì chúng ta sẽ chuyển sang luôn câu số 18 luôn, yên tâm. Thầy uống miếng nước đã nhá, các bạn khô máu rồi đấy, để thầy uống ngụm nước, sau đó thì thầy sẽ chữa các bạn luôn. Bạn nào làm ra câu số 15 thì các bạn comment xuống dưới cho thầy xem nhá. Đã làm ra câu số 15 thì cứ tự tin comment xuống dưới cho thầy để thầy uống ngụm nước. Trong lúc thì chúng ta gọi là tranh thủ chúng ta xúc hai câu cuối cùng, hai câu khó nhất và hay nhất đúng không ạ? Hai câu cuối cùng rồi nhá. À, xúc hai câu đấy thì rất là phê luôn các bạn. Cực phê luôn. Làm thích cực luôn này các bạn. Ok chưa? Dạng 15 15 giống mấy câu trên mà các bạn làm xem câu 15 đáp án gì các bạn? 15D à? Bạn nào làm ra câu số 15 được không? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy là câu số 18 19 nhá. Đây 18 19 đúng không ạ? Ok, câu 18 19 nhá, hai câu hay nhất đúng không ạ? Hai câu này là câu 9 cộng hết nhá. Câu số 18 là câu 9 cộng này. 9 cộng đúng không ạ? Câu này cũng là câu 9 cộng nhá. Đề của trường chuyên Vinh. Chắc chắn là những câu như thế này thì thầy sẽ giải cho bạn câu 15 đáp án đúng là đáp án D rồi, chính xác. Câu 15 nhá. Rất nhiều bạn làm ra đáp án D nhỉ. Hay quá. Chính xác là đáp án D nhá. Nào, câu 18, trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2018 đúng không ạ? Đây chính là một bất đẳng thức, và nó chính xác là một bất phương trình. Bất phương trình liên quan đến cái tích phân. Đấy, các bạn nhìn thấy cho thầy nhá, một bất phương trình mà nó liên quan đến đến tích phân. Đấy. Được chưa? Một bất phương trình nó liên quan đến tích phân. Thế thì bây giờ các bạn cần phải làm như thế nào? Đa số thằng này nó chỉ biến đổi thôi các bạn. Nào, đề bài người ta cho đúng một cái duy nhất. Này, đề bài người ta cho các bạn này. Đó là cái này, đúng không ạ? Đây. Đóng khung lại thầy những cái đề bài người ta cho nhá. Và cái quan trọng nhất là cái thằng này các bạn này. Đấy, đọc một đúng 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 thứ linh ta linh tinh như thế này đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Vậy chúng ta có cô em dạy là 45 phút trên 1 giờ 30 là sao nhỉ? Không hiểu bạn Diệp Bá Huy hỏi như thế nào, nói như thế nào. Nào, cái phân tích thằng này ra nhá. Các bạn phân tích thằng này ra bằng cách là thầy sẽ viết lại các bạn cái đề bài này. 3 tích phân từ số 3 nhá, từ 0 đến 1 đúng không ạ? Của thằng nào f(x) nhân fx đấy, thằng bình đấy nhá, thằng bình là chỉ có mỗi một thằng fx bình này thôi, các bạn phải ghi cho đúng đề, cộng cho 1/9 đúng không ạ? À, cộng cho 1/9 các bạn này, đóng ngoặc lại dx thì nó nhỏ hơn được bằng 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của cái gì, của cái căn bậc 2 của f(x) đấy nhân fx
Được chưa? Và đế. Ok. Đây là đề bài của chúng ta là như thế này. Các bạn xem cho thầy chưa? Mờ quá thầy ơi à? Không, các bạn xem lại cho thầy nhá. Mờ quá. Thấy đề bài chưa? Hai câu là hai câu khẳng định là nó chính là gì nhỉ? Hai câu chính cộng. Thực ra thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó cũng khá là đơn giản thôi, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải nhìn nhận ra cách làm. Nhìn nhận ra cách làm thì đó mới là cái vấn đề. Cụ thể chúng ta chú ý thầy cách làm như sau. Thì dạy các bạn cách tư duy này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy vế bên trái của chúng ta có thể xuất hiện là căn bậc 2 của f(x) nhân f(x). Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cái vế bên trái này, thằng này xin lỗi, vế bên phải này. Thầy dạy các bạn cách tư duy trước nhá. Cách để chúng ta nhận biết là thằng này làm như thế nào và tại sao lại làm như thế. Thằng này vế phải, các bạn nhìn thấy cái thằng vế phải này đi. Đấy, thằng vế phải này các bạn nhìn thấy không? Là bằng căn bậc 2 của f(x) nhân f(x). Còn thằng vế trái của chúng ta nó là gì đây? Là f(x) tất cả bình, đúng không ạ? Là f(x) này nhân cho f(x) tất cả bình. Tức là về bản chất các bạn nhìn ra nhận thấy là ngay thằng này vế trái này. Thằng này bình phương của thằng này, đúng không ạ? Thằng này bình phương của thằng này. Đấy. Vậy ở đây chúng ta hoàn toàn có thể nhân vào và thầy sẽ có cho các bạn như sau. Ở đây chúng ta có này, tách nó ra nhá. Các bạn nhìn thấy dấu này dấu gì không? Dấu này dấu gì không? Dấu cộng. Dấu cộng thì có nghĩa tách ra thành hai thằng con. Tức là thầy sẽ có này, tích phân thứ nhất là 3, 0 đến 1, đúng không ạ? Các bạn chỗ này dấu tất cả bình nhá. Thì nó chính là bằng căn bậc 2 của f(x). Đấy, căn bậc 2 của f(x) nhân f(x). Đóng ngoặc lại tất cả bình dx một chỗ. Và cộng với, các bạn nhìn thấy chỗ này 3 nhân 1/9 đúng không ạ? 3 nhân 1/9 thì chắc chắn là bằng 1/3. Tức là nó chỉ còn lại tích phân từ 0 đến 1 của 1/3 dx. Đến đây các bạn hiểu chưa? Tại sao chỗ này là căn? Bởi vì các bạn rõ ràng là đây là chỉ có bình phương của thằng f(x) thôi. Đấy, làm ngược lại đi, các bạn làm ngược lại đi. Nó vẫn giống ở trên. Bình phương thằng này căn ra thì bình phương là hết rồi đúng không ạ? Là vẫn là f(x). Nhớ nhá, f(x) nhá. Cộng với 1/3 dx. Được chưa? Và nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của căn bậc 2 của f(x) nhân f(x). Đấy, dx. Ok chưa? Hình dung ra chưa các bạn ơi? Đến đây các bạn hiểu chưa? Ok. Hình dung ra rồi đúng không ạ? Hình dung ra rồi. Đấy. Và đến đây thì hầu như chúng ta đều có thể có một cách làm chung. Đến đây hầu như chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho thầy một cái cách làm chung. Đó là như sau. Đó là như sau. Nó gần như là một hàm đẳng thức. Đấy, nó gần giống như là một hàm đẳng thức các bạn ạ. Bạn nhìn thấy vấn đề không? Đây giống như kiểu A bình này. Đấy, chỗ này là 2AB này. Và chỗ này là cộng cho B bình. Đấy, nó gần giống như kiểu là một hàm đẳng thức. Thầy nói lại chỗ căn F' đi thầy. Căn F' các bạn làm ngược lại đi. Làm ngược lại thì nó giống trên mà. Đây bình phương này đúng không ạ? Bình phương vào đây thì có phải đúng bằng F(x) đúng không? Bình phương vào thằng này thì nó đúng bằng F(x) đúng không ạ? Được chưa? Sao lại 1/3 thầy? 1/3 vậy bởi 3 nhân 1/9 này còn gì nữa? Đây 3 này nhân 1/9 nhân vào này đúng không ạ? 3 này là của tất cả mà. 3 này là của tất cả. Đấy. Được chưa? Để sau đó thì các bạn phải nhìn nhận ra vấn đề là thằng này nó chính là giống như gần giống như một hàm đẳng thức. Gần như một hàm đẳng thức là thằng này là bình phương này, thằng này có 2AB này, thằng này có B bình này. Đấy. Được chưa? Vậy nhiệm vụ của chúng ta trong bài này nó chỉ có thêm bớt thôi. Nếu bạn nào định hình ra thì các bạn nhìn thấy này. Đấy, định hình ra nhá, thằng này nó gần giống như một hàm thức. Các bạn phải nhận định ra một cái điều này. Điều chốt hạ là gần giống một hàm đẳng thức. Giống một hàm đẳng thức, được chưa? Đấy, giống một hàm đẳng thức, gần giống y xì một hàm đẳng thức. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm thầy như sau. Nhìn này, thầy nhân tất cả thằng này cho 3. Thầy nhân tất cả thằng này cho 3. Đấy, thằng này nhân 3, thằng này nhân 3, thằng này cũng nhân 3. Thì bất phương trình không thay đổi, đồng ý không? Vậy thầy có này, 9 tích phân từ 0 đến 1 của căn bậc 2 f(x), đúng không ạ? Nhân f(x). Đóng ngoặc lại nhá. Cái này thì viết thật sự cẩn thận cho thầy. Ngoặc vuông tất cả bình dx, đúng chưa? Nhân tất cả cho 3 nhá. Thằng này các bạn nhìn thấy 1/3 không? 1/3 và nhân cho 3 thì mấy? Là bằng 1, tức là nó chỉ còn lại tích phân từ 0 đến 1, đúng không ạ? Của dx. Đấy, thích thì viết 1 nhân dx cũng được. Ông nào mà yêu sinh lý thì viết 1 nhân dx thôi. Được chưa? Thằng này nhân cho 3 thì có nghĩa là bé nó bằng mấy? Bé nó bằng 6, đúng không ạ? Tích phân từ 0 đến 1 của gì? Căn bậc 2 của f(x) nhân f(x), đúng không ạ? Dx, được chưa?
Đấy. Đến đây các bạn hình dung được chưa? Ok, rồi sau đó các bạn sẽ chú ý thầy này. Thằng này thì nếu như biết là chúng ta biết thằng này nó chính là A bình, thằng này là trừ 2AB và thằng này nó chính là B bình. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Thằng này nó chính là A bình. Và nếu viết đầy đủ ra nữa thì nó là như thế này các bạn này. Tích phân từ 0 đến 1, số 9 thì thầy đưa vào trong bình. Thầy số 9 thì thầy đưa vào trong bình có nghĩa là bằng 3 nhân căn bậc 2 của gì? F'(x) đúng không ạ? Nhân F(x). Đấy. Cả đóng ngoặc lại, mở ngoặc lại tất cả bình dx. Thằng này nó chính là, đúng là thằng này nó chính là A bình này. Được chưa? Trừ 2AB, số 6 nhé. Đây là bé được bằng đúng không ạ? Thầy chuyển thằng này sang bên vế bên trái đi. Thì có phải là bằng trừ 2 nhân 3 nhân cho tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? À, vẫn là f'x này, có căn này. Đấy. Và nhân cho f(x). Đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? Dx và cộng cho tích phân từ 0 đến 1 của dx, bé nó bằng 0. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ cái này nó giống dạng là A bình trừ 2AB và cộng cho B bình. Đấy, trong đó A là gì? Trong đó A của chúng ta đó chính là tích phân từ 0 đến 1 của thằng này. Đấy, được chưa? B nó chính là thằng này. Và đây chính là A bình trừ 2AB cộng B bình. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Thì nó chính là bằng gì? À, nó chính là bằng tích phân từ 0 đến 1. Đấy, các bạn nhìn thấy, tất cả cái đây đều gọi là tích phân từ 0 đến 1 hết. Các bạn nhìn thấy không? Từ 0 đến 1, từ 0 đến 1, từ 0 đến 1. Tức là nó chính là bằng tích phân từ 0 đến 1 của A trừ B tất cả bình. Đúng không ạ? A trừ B tất cả bình có nghĩa là gì? A nó chính là bằng 3 căn bậc 2 của F'X đúng không ạ? Đấy, nhân F'X. Đây chính là A. Trừ B tất cả bình, trừ B là trừ 1 đúng không ạ? Tất cả bình thì nó sẽ là nhỏ hơn được bằng 0. Ok chưa? Nhón bằng 0, đến đây thì hiểu rồi nhá. Thế phương trình này nhón bằng 0 khi nào? Khi mà hai thằng này bằng 0. Thì rõ ràng là thằng này, rõ ràng là khi mà tính tích phân ấy và tất cả bình ấy, thì các bạn nhìn thấy là nó luôn luôn lớn hơn bằng 0 đúng không ạ? Luôn luôn lớn hơn bằng 0. Đấy, cái thằng này này, các bạn nhìn thấy vế trái này này, nó luôn luôn lớn bằng 0, tức là nó chỉ có đúng với xảy ra khi trường hợp là dấu bằng thôi. Đấy. Xảy ra khi trường hợp là dấu bằng. Đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá, tất cả cái vế bên trái của chúng ta này nó luôn lớn bằng 0 mà chỗ này nó nhỏ hơn bằng 0, vậy chứng tỏ nó chỉ có xảy ra dấu bằng thôi. Xảy ra dấu bằng khi và chỉ khi thằng này là bằng 0. Đó, thằng này bằng 0. Được chưa? Ok chưa? Vậy chúng ta có là bằng 3 căn bậc 2 của f'(x) đúng không ạ? Nhân f(x) của chúng ta nó chính là bằng 1. Đã, trừ 1 bằng 0 thì nó bằng 1 đấy. Và đây chính là cái chốt hạ của chúng ta. Đây chính là cái chốt hạ của chúng ta, là cái chìa khóa để các bạn hoàn toàn có thể mở khóa hết tất cả những cái mà có liên quan đến trong này. Ok chưa? 3 f(x) nhân f(x) thì chính là bằng 1. Thì bây giờ các bạn sẽ xem lại đề bài nhá. Ok chưa? Đến đây thì xong rồi này. Đến đây thì hầu như đã xong hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tính thằng ấy thôi, là suy ra ngay mà. Bây giờ người ta hỏi là gì đây? Đến đây thì xong rồi đúng không ạ? Đến đây thì xong rồi nhá. Đến đây thì quá là đơn giản rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cho thầy rằng là cái tích phân của nó nhá. Chúng ta tính, bây giờ người ta lắp vào tích phân thôi. Chúng ta có này, suy ra cái tích phân từ 0 đến 1 của 3 nhân căn bậc 2 của f'(x) đúng không ạ? Nhân f(x) thì cũng chính là bằng tích phân từ 0 đến 1 của 1 nhân nhân dx. Đấy, hai vế này bằng nhau thì chúng ta sẽ thấy ra là cái tích phân từ 0 đến 1 đấy của thằng này thì bằng tích phân từ 0 đến 1 của thằng này, tức là gọi là tích phân cả hai vế của phương trình lên thì nó sẽ không thay đổi. Các bạn nhìn thấy không? Giải rất là chậm rãi đấy nhá, cực kỳ chậm, các bạn phải vừa giảng nhưng mà các bạn cần vẫn phải là xem xét cho thầy. Đồng ý chưa? Ok chưa? Ok rồi đúng không ạ? Nếu như bạn nào mà có thể nhảy số nhanh hơn một chút nữa thì ở đến đây thì chúng ta hoàn toàn có thể bình phương lên một tí cho nó dễ giống đề bài. Bởi vì cái đề bài của người ta, các bạn nhìn thấy không? Đề bài của người ta hỏi các bạn là thằng này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy đề bài của người ta là tính cái thằng f(x) tất cả mũ 3. Đề bài của chúng ta tính f(x) tất cả mũ 3 đúng không ạ? Được chưa? Thì đến đây các bạn có thể bình phương lên cho nó dễ này. Rút ra cái này rồi nhá. Rút ra cái này rồi thì chúng ta có thể bình phương hai vế lên cho nó dễ, có nghĩa là bằng 9 này đúng không? 3 bình bằng 9 mà. Nhân căn thì mất đi rồi, nó chỉ còn f(x). Đúng không ạ?
thằng này bình phương lên thì có phải đúng bằng f bình của x? Đấy, nó vẫn bằng bằng 1. Đồng ý không? Nó vẫn bằng 1. Tại sao bằng 1 ở kia vậy ạ? Bởi vì rõ ràng một tích phân bằng 0. Đúng không? Một tích phân nhỏ hơn bằng 0 khi và chỉ khi cái phần tích phân đấy bằng 0. Phần tích phân này bằng 0 có nghĩa là gì? À, là bằng 3 căn thằng này nhân cái này bằng 1. Đúng không ạ? Trừ 1 bằng 0 thì nó bằng 1 còn gì nữa. Được chưa? Đấy. Trừ 1 bằng 0 thì chứng tỏ là thằng này bằng 1 luôn. Một tích phân nhỏ hơn bằng 0 khi và chỉ khi cái tích phân đấy, cái biểu thức trong dấu tích phân đấy phải bằng 0. Được chưa? Thầy nhắc lại một lần nữa, lần cuối. Một biểu thức tích phân bằng 0 khi nào? Khi biểu thức trong dấu tích phân đấy là bằng bằng 0. Được chưa? À có dx nữa gì? À có dx nữa, ok. Vẫn bỏ dx vào được mà. Được chưa? Đến đây thì hầu như đều giống nhau nhá. Bình phương lên thì nó ra đến đây rồi nhá. Đừng hỏi vì sao bình phương ra đến đây nữa rồi. Được chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta có thể tích phân hai vế của phương trình này lên. À, 9 nhân f(x) nhân f bình x bằng 1. Thì tích phân từ 0 đến 1 của thằng này vế trái thì cũng chính là bằng tích phân từ 0 đến 1 của thằng 1. Được chưa? Vậy chúng ta có thầy này. Tích phân từ 0 đến 1 đấy của 9 nhân f(x) nhân f bình x đấy, nó cũng chính là bằng dx nhá, nó cũng chính là bằng tích phân từ 0 đến 1 của 1 nhân dx. Được chưa? Đấy, hai phương trình này gọi là tích phân cả hai vế của phương trình lên ấy. Tích phân của cả hai vế của phương trình lên thì nó sẽ được như thế này. Đồng ý chưa? 9 f(x) nhân f bình x nhân dx thì bằng cái này. Và các bạn có thể hiểu ra cho thầy là như sau. Cái này thì có cái gì đâu. Cái này các bạn nhìn thấy này. Cái này chứ, các bạn xem này. Tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? 9 này, f bình x giữ nguyên, đúng không ạ? Cái thằng f(x) thì chắc chắn là phải lúc nào phải đưa vào đây rồi. Là d của gì? D của f(x). Đấy. Thì các bạn xem như cái này nó giống như kiểu là 9t bình dt vậy mà. Đúng không? Nó giống như kiểu 9t bình dt. Được chưa? Đấy. Và khi tính tích phân này ra thì có phải là bằng gì? T mũ 3 trên 3. Đúng không ạ? T mũ 3 trên 3. Lúc nào cũng thế. Đấy. Và cái này nó chính là bằng gì? Thằng vế bên trái này này. Toàn bộ cái này nó chính là bằng 3t bình. Đấy. Đúng không ạ? 3t mũ 3 có nghĩa là 3 tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? Tích phân từ có nghĩa là gì đấy các bạn nhỉ? Có thể là chúng ta có thể xử lý luôn cho thầy nhá. Đó chính là 3 nhân cho f mũ 3 x đúng không ạ? Được chưa? Chia 3 là hết rồi đấy, 9/3 mà. Đúng không? 9 t mũ 3 chia 3. Đấy, bằng này, 9 t mũ 3 chia 3 thì có phải bằng 3 t mũ 3 đúng không ạ? Tức là bằng 3 nhân f mũ 3 đấy. Thì cũng chính là bằng tích phân từ 0 đến 1. Đấy, tích phân từ 0 đến 1 của dx tức là bằng mấy nhỉ? Bằng 1 luôn. Đấy. Đúng chưa? Bằng 1 luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok. Thì chúng ta sẽ suy ra là gì? À, bằng 1 luôn mà đúng không ạ? Các bạn xem chưa? Cái nguyên hàm của thằng này là tích phân của thằng này là bằng mấy? Ok chưa? Vậy chúng ta phải hiểu rằng là cái f mũ 3 x của thầy trong bài này nó chính là bằng mấy các bạn nhỉ? Là bằng 1/3. Đấy, là bằng 1/3. Xong chưa? 1/3, được chưa nhỉ? Và có thêm một cái điều kiện nữa mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Cái này nó sẽ có thêm một cái điều kiện nữa nhé. Cái này nó hơi gọi là dạng lạ hơn một chút mà các bạn cần phải có thêm một cái điều kiện ở đề bài. Bởi vì các bạn nhìn thấy cho thầy đề bài nó có thêm này. F tại 0 bằng 1 đúng không ạ? F tại 0 bằng 1 nhá. Các bạn nhớ cho thầy có một thêm điều kiện này nữa. Thì chúng ta phải chú ý thầy như sau. Lúc nãy là chúng ta suy ra đến đây rồi. Đó, chúng ta suy ra đến đây là bằng 1 rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Vì thế có thể thêm cho thầy một cái dự kiện quan trọng nữa, đó chính là như sau. Đấy, thầy ghi lại từ bước này để cho chúng ta dễ hiểu hơn này. Đó chính là tích phân từ 0 đến 1 này đúng không ạ? 9 này, f bình x này. Đấy, d của fx này. Đấy. Được chưa? Tích phân được hoặc nguyên hàm thì cũng được. Nhưng mà rõ ràng trong bài này thì người ta cho các bạn thêm một chút nữa, đó chính là cái f tại 1. Các bạn nhìn thấy có cái f tại 1 này các bạn này. F tại 0 chứ f tại 0 bằng 1 đúng không ạ? Cận đâu rồi ạ?
9f bình x nhân d của fx. Các bạn có thể tính tính nguyên hàm cho nó dễ đi nhá, tính nguyên hàm cho nó dễ đi thì nó chính là bằng nguyên hàm của 1 dx. Vậy chúng ta sẽ có thấy là chỗ này 3f mà 3f mũ 3x thì chính là bằng gì nhỉ? Bằng x cộng cộng c, được chưa? 3x mũ 3. 3f mũ 3x thì chúng ta có thể là bằng x cộng c, và người ta có thể là cho các bạn một cái điều kiện nữa, đó chính là f tại mấy nhỉ? F tại 0 thì bằng 1 đúng không ạ? F tại 0 bằng 1 thì chúng ta có thể thay cái x bằng 0 vào đây. X bằng 0 vào đây chúng ta sẽ tìm ra c bằng mấy nhỉ? C bằng bằng 1 nhá. Thay vào đây chúng ta sẽ suy ra là c bằng bằng 1. Vậy từ đấy chúng ta có thể suy ra cho thầy cái hàm số f mũ 3x thì nó chính là bằng gì các bạn nhỉ? Bằng x trên 3 đúng không ạ? Và cộng cho 1 đúng không ạ? À, c bằng 3 chứ, xin lỗi, c bằng 3 chứ không phải c bằng 1 đâu các bạn nhá. Thay vào đây này. Thay vào đây chúng ta còn có một cái nữa, đó là c bằng bằng 3. Được chưa? X mũ 3 x trên 3 mà cộng 1. Từ đấy chúng ta có thể suy ra là cái hàm số f mũ 3x là như thế này này. Bây giờ người ta hỏi là tính cái gì nhỉ? Tính tích phân từ, đề bài người ta hỏi này. Đây đề bài người ta hỏi các bạn là như sau. Là tính tích phân từ từ 0 đến 1 của f mũ 3x đúng không ạ? Dx. Đó, thì chúng ta tìm ra cái hàm số f mũ 3x nó chính là x mũ 3 cộng 1, thì các bạn sẽ thay vào đây tính này, tích phân từ 0 đến 1 này đúng không? X mũ trên 3 cộng 1 này, đóng ngoặc lại là dx. Đấy, từ đấy chúng ta có thể suy ra là bằng x bình trên mấy nhỉ? X bình trên 6 đúng không ạ? Cộng x tất cả cận từ 0 đến 1. Đúng không ạ? Tất cả cận từ 0 đến 1 thì các bạn thay 1 vào đây nhá. Chúng ta có 1/6 cộng 1 đúng không ạ? Thì bằng 7/6, đó là kết quả cuối cùng của chúng ta. Trong bài này thì nó sẽ gọi là sử dụng cho thầy một số cái kiến thức liên quan đến cái f(x). Đấy, f(x) thì đấy chính là 7/6, đó chính là kết quả cuối cùng của chúng ta các bạn nhá. Đó chính là đáp án D. Giảng chậm lại rồi, hơi nhanh một tí đúng không ạ? Thôi rồi, hai câu này thì thực ra chúng ta vẫn làm được rồi nhá. Câu này thì các bạn có thể về nhà xem lại cho thầy. Còn thì câu số 18 này, 19 nhá, đúng không? Câu này là câu số 19 này. 19 thì chúng ta sẽ làm ở cái phần phía sau các bạn nhá. Phần phía sau. Mà thầy cũng sắp hết pin rồi. Còn có 5% nữa thôi. Thành ra là chúng ta sẽ học ở ngoài các bạn nhá. Đến ngày mai thì có gì thì nếu mà được thì thầy sẽ livestream cho các bạn về cái phần này luôn, một bài nữa nhá. Hơi xoắn não một tí đúng không ạ? Nhưng mà cũng khá là chi tiết rồi, bởi vì thầy giảng chỗ này là chậm rãi quá, thành ra là nó hơi khó một tí đúng không ạ? Cho các bạn thì hơi khó một chút. Câu 15 dễ mà các bạn. Thôi rồi nhá, hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau các bạn nhá. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn nhá.